bớt bớt bực tí xíu đi. Em biết á, là chú Sáu làm vậy là sai. Chú nói ra một đường mà chú làm nẻo. Chứ chuyện này hả, là không thể nào mà bỏ qua dễ dàng như vậy. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Trời, tôi mới hôm qua có mấy ngày thôi mà sao hả, tùm lum bày hay bê bối. Trời ơi, cái giường giống như là chưa có làm cái gì hết á. Không thể nào hiểu nổi thằng Quấn mình nó làm cái như vậy hả, là anh không bao giờ tha thứ. Chừng nào mà biết hối lỗi xin lỗi thì anh mới tha thứ thôi. Đúng rồi, gặp em hả, mấy cái người thiệt lòng á thì mình mới cảm thông, mình mới yêu thương, đúng không? Thiệt lòng ai mà không thích, mình cứ nói thiệt ra đi. Bây giờ hả, anh sẽ chờ coi chú Sáu sẽ im lặng tới bao giờ. Ủa, chuyện này con biết rồi mà con làm gì ghê vậy? Con không biết đâu, cái chuyện này không có biết. Biết cái gì, chuyện khác. Đây anh xách cho. Thôi, em tự xách được mà. Thôi, anh xách của anh đi. Anh xách cho em được mà. Đây, anh xách cho. Em bắt giùm em nha. Trời ơi, em tặng cho bà Tám cái gì mà quá trời vậy? Em tặng cho bà Tám bột mãng cầu với bột đậu nành. Bữa anh quân cho em quá trời quá đất luôn. Mà mình em thì xài đâu có hết đâu. Cho nên là em đem tặng cho bà Tám luôn. Em cũng chu đáo quá ha. Ủa, nhưng mà Quân tặng cho em rồi cái em tặng cho bà Tám. Quân có buồn không? Không, anh không có buồn đâu. Tại vì anh quân tốt bột lắm luôn á. Anh thấy chiếc xe của em đang chạy bây giờ không? Thấy. Anh quân cho em mượn á. Vậy là, luôn hả? Cho nên là em đi với anh vậy á. Anh Quân không có buồn đâu, anh còn ủng hộ mình nữa đó. Vậy hả? Dạ. Cũng trước cũng quần, tiếng sau cũng quần ha. Ủa mà anh tặng cho bà Tám gì vậy? À, anh tặng cho bà Tám gạo với lại mì gói. Để bà muốn ăn thì bà nấu bà ăn á mà. Anh cũng chu đáo quá trời. Trời ơi, chuyện nhỏ mà. Mà anh xách vậy có nặng không? Bóp cho anh nha. Thôi được rồi, anh sách bình thường, anh thấy không có nặng gì hết á. Với lại có đi với mày á, mà đi xa mà sách nặng cỡ nào á, anh thấy cũng được, không có gì hết á. Anh hùng quá. Sao? Vừa giỏi, vừa dễ thương, mà còn vô thả thính nữa. Ai mà làm người yêu của anh chắc may mắn dữ lắm. Vậy mẹ có muốn làm người may mắn đó không? Anh Quân làm gì đây vui vậy? Nhìn mặt tôi về vui hả? Tự nhiên qua đây làm chi vậy? Em có chuyện muốn kể cho anh nghe. Thôi, khỏi kể. Thôi, anh nghe em kể đi nè. Em hôm nay nè, anh Sáu anh. Thôi, không cần kể mà. Em chỉ muốn vui chung với em thôi mà. Vui chung gì? Tự nhiên trải qua đây kể chuyện kêu vui chung. Đâu phải là lúc nào là tôi cũng quan tâm, tôi cũng lo lắng, tôi cũng muốn biết mọi chuyện về em đâu. Tự nhiên giờ em ngủ tôi vui chung nữa. Thôi bây giờ đừng kể gì hết. Đừng đi về đi. Còn bây giờ không về, muốn đứng đây thì đứng đây đi, tôi đi. Đừng kể, tôi không muốn nghe đâu. Nghe không muốn nghe chuyện mình. Quân, chú có chuyện này muốn nói với con. Về chuyện con mè á, vui lắm. Nữa hả? Không muốn nghe đâu. Chuyện vui của mấy người thì mấy người tự giữ, tự cất trong tim mà tự vui đi. Đừng có bắt con vui theo.
gì đâu mà không vui, con cái chuyện của chú với mày đó trời ơi. Chú kể con nghe. Không, con không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe. Gì vậy, không muốn nghe hả? Đừng, đừng, không muốn nghe đâu, không muốn nghe. Kỳ vậy thì mẹ nó không thích chú rồi thôi, không muốn nghe thôi. Thấy, thấy chú. Vậy? Chú mới nói gì vậy? Mẹ nó không có thích chú. Mẹ không thích chú. Ừ thôi chú đi về. Thấy chú. Cái gì? Nói lại lần nữa nghe rõ hơn đi. Mặt mày xấu xạo. Con mẹ nó không có thích chú. Nhưng mà có chuyện này nó quan trọng hơn nữa nè. Thôi tôi đi về mày. Không không, nói nghe đi, năn nỉ. Mãi tự nhiên cái ngồi chán quá. Năn nỉ chú luôn, nói nói. Năn nỉ phải không? Dạ dạ. Giật xấu xạo không mà. Cho em mộng mơ cho em đẹp xinh, cho em mộng mơ cho em cười là tôi tình yêu. Cho em mộng mơ cho em tình yêu, cho em khóc là tôi tình yêu. Em làm hoa làm thơ cho mẹ. Anh tại anh vui quá à. Mẹ chấp nhận được tình cảm của anh. Anh cảm thấy yêu đời lắm. Em chỉ muốn là em gái của anh thôi. Hả? Như vậy là may mắn lắm rồi. Vậy sau này đàn Quân là em rể của anh hả? Anh nói gì hả? Anh nói gì? Anh biết là Quân thích em á. Nếu mà em không thích Quân á thì mốt Quân nó thích người khác, em mất Quân em đừng có buồn nha. Anh nói gì? Anh Quân thích ai? Quân đâu thích ai đâu. Nhưng mà Quân đang hiểu lầm anh với em đang quen nhau. Nên mấy ngày nay Quân á nó cứ ghen với anh hoài à. Anh hiểu lầm hả? Ừ. Tuy anh với em không có đến được với nhau, em làm em gái của anh cũng vui nữa. Nhưng mà em đừng có để mất một người tốt như Quân. Em gái. Anh trai. Mẹ ơi, đừng đi nữa, đứng lại nghe anh nói đi mà. Không. Mẹ ơi, bây giờ thôi được rồi, em chui qua đây đi, em chui qua đây đi. Anh không chui, mắc gì kêu chui, anh gào ra không, bắt tôi chui. Ừ, không không, thôi được rồi, bây giờ để anh chui qua với em. Không, đi ra chỗ khác đi. Ơi, em đừng có đi nữa, bây giờ mình phải đứng lại mình nói chuyện. Không. Anh thích em. Anh nói cái gì? Anh nói là anh thích em. Hồi nãy anh nói anh vừa mới bỏ tôi xong mà bây giờ anh thích tôi. Anh xin lỗi em mà tất cả chỉ là quá khứ thôi. Bây giờ mình phải hướng tới tương lai. Em ơi, em nghe nè. Em có nghe thấy cái tiếng của tim anh không? Hình như là nhịp tim của anh nó nói anh yêu em đúng không? Em bị khùng hả? Suy diễn gì vậy? Cái này là nãy giờ đuổi theo em, tim anh nó đập nhanh. Vậy mà cô cứ tưởng. Không, nhưng mà anh thích em là sự thật. Em hiểu không? Cho nên là bây giờ anh muốn là em đừng bao giờ chạy nữa. Em mà cứ chạy đi như vậy là anh không bao giờ đuổi theo kịp. À, mẹ ơi. Dạ. Em làm rớt cái gì kìa? Rớt người thương bé nhỏ của em nè. Rồi lụm lên đi. Em là tha thứ. À mẹ ơi, vậy là em đã tha thứ cho anh rồi đúng không? Vậy em có thể nào cùng anh đi tới vùng chân trời mới không? Đi. Lộn đường, lộn đường. Qua đây, qua đây, qua đây. Lên. Hey. Đi thôi. Hát đi nào. Đi đâu? Hát đi. Hát gì giờ? Hát gì cũng được. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu nha. Đây, cho dính vô gốc cây. Làm chuyện gian dối ha, bây giờ nổi tiếng nè.
Rải từ đây mà tới đầu ngõ là bảo đảm thế nào cũng phát hiện à. Trốn đâu cho khỏi. Thứ làm ăn gian ác lừa đảo người ta. Con chào chú Bảy. Ờ, chào con. Dạ. Ủa, con đi đâu vậy? Dạ, con tìm chú á. Tìm chú có chuyện gì? Dạ, cô Phúc nói là gửi cho chú Bảy chơi vào mè với lại bịch bột đậu đỏ mới ra lò, ngon lắm chú. Trời ơi, khách sáo quá à. Thôi, cho chú Bảy cảm ơn về Phúc con nghe. Dạ. Ủa chú Bảy, con tới thấy chú Bảy đang đóng cái gì vô cây vậy chú Bảy? À, cái này nè, lệnh truy nã, con biết không? Có con nhỏ này nè, giật cụi, ở sống trên á. Mà là cái này là cái trong cái hình đó hả chú Bảy? Thì đó, bây giờ người ta đăng cái lệnh truy nã, ai phát hiện á, đem báo công an, mà cho nó cứ sống trên làm ăn tắc trách lắm. Đó là truy nã rồi thì in cái con nhỏ này sao cho nó đẹp thiệt là đẹp á, để người ta dễ phát hiện. In cái gì đâu mà xấu quá cái kiểu này, sao nhìn ra xấu thì in xấu chứ giờ sao chú. Mà con nghĩ chắc là giật hụi người ta nhiều lắm nè. Chú cho con coi cái hình kỹ này coi. Dạ con chào chú, chào em. Sao mình có thông báo gì hả chú? Chào cô. Chào dạ. Chị. Ủa chị là xin tự giới thiệu, con là Mỹ Miều, từ trên thành phố mới ghé xuống đây. Dạ từ hôm nay con sẽ sống ở đây luôn. Ồ vậy hả? Dạ. Ở thành phố xuống hả? Dạ. Hèn chị đẹp quá. Dạ giới thiệu chị, em là bé An. Dạ em làm ở bên công ty nông sản sạch gần đây nè. Con đây là chú Bảy Can. Dạ. Chào cô. Con vậy chú. Chị ở đây á, mà cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ chị không biết, chị cứ hỏi chú Bảy Can. Chú em là cái radio, cái đài phát thanh ở đây vậy. Nói tôi nhiều chuyện à hả? Dạ, vậy nếu mà có cần gì giúp đỡ, phiền chú Bảy với em An á, giúp đỡ con nha. Yên tâm đi, sớm này á, hòa thuận rồi với nhau lắm. Dạ. Giúp đỡ nhau dữ lắm, bà con xa không bằng láng giềng gần. Dạ, chú nói vậy con cũng yên tâm phần nào. Ủa, mà chú Bảy đang cầm cái gì trên tay vậy? Cái này á hả? Dạ. Lệnh truy nã. Ôi trời, truy nã hả? Truy nã ai vậy chú Bảy? Cái con mắm ở trong tờ giấy đó đó, nó giật hụi người ta. Nè, trời ơi, sao anh kêu cái bỏ đi luôn vậy? Sao vậy? Nói chuyện với anh đi. Kêu em gì? Thì hỏi sao giận anh vậy? Không dám. Làm gì dám giận anh. Có thời gian á thì để anh đi nhậu với 18 người anh em bạn nhậu gì của anh đó. Ủa sao em biết vụ 18 người đó vậy? Anh nói chứ ai. Bộ xỉn mà không nhớ mình nói gì hết hả? Chết cha. Nó nói gì bậy bạ không trời. Mà em thấy anh kỳ lắm nha. Gì đâu kỳ, anh bình thường mà, anh đâu có gì đâu. Cho em leo cây đã đành, còn đi nhậu với mấy người nào không biết là ai nữa. Bộ có gì giấu em hả? Anh đâu có giấu gì đâu. Thì nó là mấy người bạn của bạn vậy thôi. Rồi tại anh xỉn cho nên anh quên. Bạn của bạn xỉn quên cho người ta leo cây. Với lại cái đó tại vì cái hẹn em ép anh cho nên anh mới dễ quên. Chứ thí dụ anh hẹn là nó khác hả? Em ép anh hả? Gì? Là anh nói là anh cho em leo cây là lỗi của em hả? Không, anh đâu có nói vậy đâu. Anh không nói vậy chứ anh nói thì sao? Thôi được rồi, kể từ bây giờ em không bao giờ rủ, không bao giờ ép anh đi đâu nữa hết á. An, tự nhiên giận anh vậy trời. Ủa mình nói gì bậy vậy? Ủa mình có nói gì sai không ta? Xịn quá không biết gì đâu. Bia rượu sợ thiệt chứ. Mình có lòng tốt, rủ đi chung, mà nói là mình chèn ép hả? Nè, được rồi nha, tu nói một lần nữa nha.
tôi sẽ không bao giờ rủ đi nữa. Coi thường tôi chứ gì. Đừng có nghĩ là tôi không có giá nha. Tôi con gái là tôi có giá. Ôi, ôi, ôi. Cái gì vậy trời ơi. Đi mà không nhìn đường nhìn sáng hết trơn vậy. Đau muốn chết luôn vậy. Sáng sớm mà gặp gì không. An. Tiền đâu mà cho mà xin. Xin cái gì. Không nhận ra anh hả. Trời ơi, anh đi. Em nhớ anh quá. Trời ơi, anh cũng nhớ em quá trời luôn á. Ủa, anh đi đâu vậy? Sao tự nhiên đây? Tại vì anh đi. Bộ có chuyện gì hả? Không. Ê, tại vì ở đây khó tìm đường lắm á. Thì khó sao bởi tìm đường? À, ba mẹ em chị đúng không? Trời ơi, giỏi quá. Không có cho anh nói luôn á, hỏi quá trời quá đất à. Phải để cho anh trả lời chứ. Anh nói đi. Tại gặp anh em mừng quá. Ừ. Em đi đâu mà mấy tháng nay á không có về, cô chú lo quá trời á. Cô chú nhờ anh xuống đây kiếm em nè. Mà anh cũng lo cho em nữa. Sao? Tự nhiên anh lo cho em. Nói chứ tại vì em về đây thì cũng ít liên lạc á. Cho em xin lỗi. Trời, anh về đây em vui quá à. Cô chú á có gửi cho em ít quà. Mà trong đây còn có quà của anh nữa nha. Dạ em biết rồi. Nhưng mà em nghi quá. Nghi chắc gì? Là em không về. Ba mẹ em phái anh xuống đây để thám thính tình hình của em không? Thám thính cái gì mà thám thính. Cô chú lo cho em á cho nên mới nói anh xuống đây nè. Anh cũng lo cho em nữa. Bởi vậy anh Thiên của em là số 1. Bởi vì anh lúc nào cũng ở trong lòng của em, không bao giờ ai qua được. Anh Thiên đi đường chắc mệt rồi ha. Xuống đây kiếm cũng vất vả. Thôi nắng vậy đi, em dẫn anh về chỗ em ở. Lấy nước cho anh uống. Đi đi đi. Anh sách nặng không? Có cần sách phụ không vậy? Thôi đi, sách phụ gì, muốn lấy quà chứ gì. Anh là hiểu em nhất. Đi nhanh lên, nắng quá anh, đi đi. Nắng quá, để em che cho anh Thiên nha. Anh Thiên thấy cảnh dưới quê đẹp không? Ừ, nhưng mà anh thấy em đẹp nhất á. Xạo quá. Chuyện cũ vậy mà em còn nhớ nữa hả? Nhớ sao không nhớ. Trời ơi, cho anh nghe nha. Ngày xưa em á là em mê lắm luôn á. Hồi xưa đẹp trai nè. Hồi lúc nào cũng mặc đồ đẹp. Khuôn boy á. Ủa chứ giờ anh không đẹp hay sao? Nói vậy rồi giờ còn mê anh không? Giờ hả? Ừ. Đào để coi. Ừ. Bây giờ nha. Anh á chỉ cần mà kiểu mà để tóc lại giống như ngày xưa. Rồi mặc bộ đồ như ngày xưa ngầu ngầu vô. Mà mê liền lúc đó nha. Chị bồi lại. Anh Thiên ơi, Thiên ơi, chơi xin chơi hù đi. Nói vậy rồi có nhớ cái nick Yahoo của anh là cái gì không? Trời nhớ sao không nhớ. Nhóc ác, nhóc chảnh, không rảnh yêu em, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Anh cũng nhớ cái nick của em nha. Cũng đâu có vừa với anh đâu. Cái gì mà cô bé ngốc nghếch, muốn chết vì yêu, đúng không? Mê anh mới lập cái nick đó đó. Trời ơi, làm thế ghê không? Em kiếm ai vậy? Không có, em còn không có ai ở nhà. Em mới dám kể anh chứ lỡ ai nghe em vui chết luôn á. Sao vậy? Hồi đó, cái lúc mà anh em biết nhau á nha. Cái em mê anh mà. Cái em về em đứng giữa nhà em nè. Em tuyên bố với cả nhà em luôn là nếu như trong cuộc đời này con không lấy được anh Thiên thì cả đời này con hứa con thề là con không yêu ai, con không lấy ai nữa. Thôi ba mẹ em nói cho. Ba mẹ nói chứ gì? Mày nhớ xíu mà yêu đương cứ hỏi gì từ từ lớn anh đi. Trời biết không, em giận, em buồn, em khóc quá trời luôn. Trời em tùy thực 3 ngày luôn. Em không ăn, không uống gì luôn. Ba mẹ thấy em ốm tội nghiệp, năn nỉ em mới ăn lại đó. Nó là hứa là lớn lên sẽ đi qua dạm hỏi anh cho em. Ghê chưa, anh có giá chưa? Vậy giờ lớn rồi nè, rồi chừng nào tính qua dạm hỏi anh đây. Chào anh. Tôi là Thiên, tôi là bạn của An á, tôi vừa trên thành phố về. À, Thiên hả? Ừ, tên vô nghĩa dữ. Trời. Gì? Anh không cần phải chào hỏi gì người ta đâu. Thí dụ như mà mấy người mà biết lịch sự á, là thấy bạn của bạn mình á, thì tự động ra chào hỏi trước. Chứ phải ta chào hỏi xong ta bắt tay nè. Thiên hả? Tên vô nghĩa dữ. Mày đứng đây làm cái gì? Ừ, nói chuyện đi. Ủa, để ý tôi chi? Ủa, chỗ người ta nói chuyện riêng tư mà tự nhiên đi lên đây đứng làm sao? Nè, nước
nước có 2 ly, chứng tỏ chỉ có 2 người ngồi nói chuyện với nhau thôi, không có người thứ ba. Thì đuổi tôi xuống rồi tôi xuống, có gì đâu, nghiêm bình thường. Cái người mà người ta biết tự trọng á, người ta cảm thấy là biết điều á, là người ta tự động, à thôi hai đứa ơi, lâu gặp lại ngồi chơi nha, anh đi xuống bếp động chuyện. Chứ đâu cần để đuổi, đâu cần để nhắc. Không, tôi lên đây là có lý do, chứ không phải không. Tại sao giờ này ăn chưa nấu cơm, rồi nguyên nhà rồi nhịn đói, chờ ăn. Sáng em đang đi chợ, chưa kịp mua gì gặp anh Hiên, cái em về đây, em quên luôn. Hay quá ha, dữ, có bạn bè mà, binh bạn bè, nhịn ăn luôn. Thì lấy em đi cũng được vậy, anh đâu cần ăn đâu, anh đợi từ từ mở nó tan ra rồi anh no. No cái gì? Mình không ăn mà để người ta ăn. Thì lấy em đi chợ, anh tiếp bạn mới đã. Nhịn chết một mình đi, đừng có lôi theo người khác. Ủa An, ảnh là gì của em vậy? Ảnh là anh Đạt, đồng nghiệp của em á. Đồng nghiệp thôi hả? Dạ. Vậy mà nãy giờ anh tưởng ảnh là người yêu của em. Cái gì? Người yêu của em? Ừ. Trời. Anh tưởng vậy hả? Ừ. Biết sao không, tự nhiên ảnh ra ảnh khó chịu với anh á, xong rồi ảnh cái ánh mắt của ảnh á giống như là anh chuẩn bị cướp bạn gái của anh không bằng. Cướp bạn gái? Anh Thiên ngồi xuống nước, anh đi đường mệt. Ừ. Không lẽ ảnh ghen hả? Nếu vậy em chọc cho anh tức chết luôn. Ừ. Dạ, anh Năm hả? Chờ em xíu nha, em qua liền anh Năm. Dạ. Anh Thiên hả? Em biết rồi, trời anh dễ thương quá à. Cái gì kỳ vậy? Ủa, phải đứng lại hỏi thăm mình câu hai câu chứ sao đi luôn vậy? Em không tin là em không chọc tức được anh. Cười cục. An. Anh Thiên hả? Đợi chút này dùm anh Thiên. Dạ. Trời ơi, em biết mà. Trời anh kỳ quá, chọc em hoài à. Thôi cướp máy đi, cướp máy đi. Gì anh đừng có làm phiền lắm chuyện với anh Thiên. Thiên lôi hả? Tạm thời ngược rồi kênh Thiên vậy. Trời đang mưa đó, cẩn thận á. Thời kể em thích nói chuyện với anh Thiên ngược kìa được không? Tại vì tụi em muốn ngồi quen được thời gian chờ về với tích thôi. Ừ, thôi muốn làm gì đó làm. Anh tính vô nhờ em soạn giùm anh mới hợp đồng cũ mà hồi đó thu mua nông sản. Thì để nay anh rảnh không có gì làm, anh tính kiểm kê lại sổ sách. Anh rảnh chứ em đâu có rảnh đâu. Thiệt, em bận nói chuyện điện thoại với anh Thiên rồi. Rồi với lại lát trời đẹp đẹp á, em dẫn anh Thiên đi dạo nữa. Thì thôi cứ tranh thủ làm cho anh cái soạn cho anh mới hợp đồng rồi muốn làm gì làm. Hôm nay mưa gió, cứ rủ anh Thiên, à không đỡ rủ, lôi anh Thiên đi dạo đi. Em biết rồi. Với lại gọi lại cho ảnh, con quay cái điện thoại lại, chứ nãy giờ chắc ảnh không nghe gì đâu. Cái anh này, từ từ người ta soạn, người ta mượn rồi. Trời đất ơi, hẹn người ta ra gốc bích, đứng chờ nãy giờ cho mũi chích, không thấy đâu. An ơi là An.
Mẹ. Ý. Trời ơi. Ê. Sao mà mua sách mua tập chi nhiều dữ vậy nè con? Dạ. Hả? Mẹ thắc mắc đúng không? Ừ. Đây mẹ nhìn con nè. Thế Đạt nhìn nè, nhìn nè. Đó nhìn thấy. Dạ. Ăn mặc cái thần thái gì nhìn giống thầy giáo không? Hai bảnh tỏn dữ ha. Thôi mẹ hiểu rồi. Nói nghe nè. Dạ. Con cũng đừng có buồn. Không có sao đâu. Ở nhà mẹ nuôi cơm ha. Là sao mẹ? Thì mẹ nói nhà nuôi cơm con làm thầy giáo mà. Thì con bị đuổi việc. Rồi con chuẩn bị sách vở này để xin làm thầy giáo. Nhưng mà mẹ nói con nghe nè, mình không có bằng sư phạm, xin làm thầy không có được đâu. Có gì con cứ ở nhà phụ công chuyện với mẹ, mẹ trả lương cho. Trời ơi mẹ sao á, con đâu có bị đuổi việc gì đâu. Ủa chứ này là để làm chi? Dạ con mua mấy sách với vở này là con muốn mở là cái lớp tình thương từ thiện à. Với là mình dạy mấy cái kỹ năng sống cho mấy đứa nhỏ. Thiệt không? Thiệt, bố con làm vậy là sai hả mẹ? Trời ơi, hôm nay là con đã cao hơn một bậc trong mắt mẹ rồi đó. Vậy mẹ ơi. Hả? Vậy mẹ cho phép con á, là chừng nào mà dạy cái mình sẽ dọn đồ gọn gọn cái hư viện cái mình dạy học ở đây luôn được không mẹ? Không có lý do gì mà mẹ phản đối hết. Không những mẹ đồng ý mà mẹ còn chuẩn bị mọi thứ để mẹ phụ mẹ lo lớp học với con. Yeah, mẹ là số 2 không ai là số 1. Cảm ơn mẹ. Đây, mở cái này ra nè. Tức thiệt, lại thua nó một nước cờ. Đạt nè. Dạ. Cái chuyện mà liên kết với bác Mười Khó để mà mở cửa hàng nông sản sạch á, bây giờ về giao hết cho con nha. Con lo cái chuyện đó đi. Còn gì với thằng Quân lo cho cái lớp học ha. Dạ vậy cứ yên tâm giao cho con. Cảm ơn con nha. Ôi chà. Chỉ cần mình làm tốt việc lần này, chắc chắn gì sẽ hài lòng để giao hết việc kinh doanh cho mình. Kỳ vậy ta, mấy nay Facebook nó giảm tương tác hay gì, úp phay hoài mà không ai kêu đi cắt cỏ hết, chán ghê vậy. Ây da. Ủa Đạt. Dạ chú Sáu. Sao mặt mày hất hả vậy? Trời, bị người ta dí đánh. Trời, ai dí đánh? Trời ơi, chủ đất chú ơi. Trời ơi, cái thằng nào gan vậy, trong cái khu này là khu vực của chú mà. Chú, mà chú có quen biết gì bên ông Mười Khó không chú? Trời ơi, ông Mười Khó là chủ gia đình mà. Ủa vậy hả? Thân thiết lắm, như ruột vậy đó. Thân, như ruột ra luôn. Thân sao chú? Nói chung là chuyện nó cũng hơi dài dòng. Dạ. Là ngày xưa đó, ông cố nội của ông Mười Khó đó là rất là hay qua nhà của ông nội chú. Rồi ngay cái ngày đám cưới đó, biết rồi, hàng xóm với nhau mà thân khủng khiếp lắm. Là ngay cái ngày đám cưới đó là ông cố nội của ông Mười Khó đó lại thích em của bà nội chú. Đó, hai người thích nhau, nhưng mà bà nội chú đâu có chịu. Đuổi ông cố nội của Mười Khó về ngay đêm đám cưới luôn. Xong cuối cùng hai đình không nhìn mặt nhau, nên chú với ông Mười Khó thân lắm. Kể chuyện gì mà hai gia đình không thân thiết gì, không chơi với nhau hết rồi về thân lắm. Cái chuyện đó là chuyện của người lớn, còn tao với Mười Khó là cũng là chỗ hàng xóm láng giềng nhau mà. Chú, vậy là cái... con hỏi chuyện này tế nhị thôi nha chú. Thí dụ mà cái gì mà không đúng không phải thôi chú đừng mét lại nha. Ủa ông Mười Khó đó, ổng hồi nhỏ ổng có bị dạng té mương té đìa gì, hay là hồi nhỏ bị người ta bóc lột sức lao động gì mà sao ổng khó dữ vậy chú? Khó quá không? Ông Mười Khó ổng khó lắm. Nói vụ Mười Khó là phải nhắc lại cái vụ mà cái đám cưới mà hôm bữa nữa, đám cưới nữa. Trời ơi, từ lúc đó là gia đình bên bển á, mày biết không, là mặt mày nó nhăn như khỉ ngớt vậy. Cái xong mà đẻ ông Mười Khó đẻ trời, nguyên sớm ai nó không biết đẻ ra cái mặt nhăn như khỉ vậy. Xong mà cái mẹ của ông Mười Khó mới đặt tên ổng á là Khó để sau này cho ông dễ tính, hiểu không? Giống như kiểu mà trộm vía vậy á. Kiểu vậy á, nhưng mà đẻ ra càng ngày càng khó, đúng y như cái tên ổng là Mười Khó. Trời đất ơi, cái mốt gặp ổng né ra quá. Bằng sao vợ nhờ vụ gì? Con mới nói chú đó, cái vụ mà bị dí đánh đó là ông Mười Khó ông dí đánh với ai? Trời ơi, cái đất của ông Mười Khó ông không bán cho ai đâu. Cò qua bển nè,
cò mà kia hỏi ổng á là ổng rượt cò ổng quýnh cho hả té mà sấp mặt lưu luôn á, ổng quýnh gì đó. Chú sao? Nếu mà chú thân với nhà bển á, mai chú rảnh con chú dắt con qua bển cái không, nói chuyện để xíu có điện thoại nè. Ông mười khó ông gọi nè. Alo em nghe anh mười khó ơi. Dạ sao anh ngày mai rảnh không đi làm cỏ cho bên nhà anh hả? Em bận quá anh mười khó ơi, tại vì ngày mai ngày mốt ngày kia là em không có em không có kính lịch luôn đó. Dạ mấy nay cỏ lên cao quá em cuốc mà mỏi tay luôn. Rồi 4 ngày nữa em qua nha, nhanh mười khó ha. rồi dạ dạ nè, dạ rồi phải vậy với anh chả đó. Chết cha chú nếu sao do thôi vậy, nếu vậy mà chú sắp xếp coi được cái chú dắt con qua mai được không, mai chú rảnh đó. Ngày mai hả? Thôi giờ vậy nè, để mai đi dẫn ở bển, có gì có chú đỡ lời cho. Dạ chú nói giúp giùm con nha. Rồi dạ, cảm ơn chú. Đi về đi. Dạ về. Chú ở đâu vậy? Đi về dưới đâu. Dạ con đưa chú về. Đây dạ. Nghèo mày có tình đúng không? Ai vậy con? Vô coi. Dạ ba con đó. Cái gì? Sao con nói với mọi người là con ở chung với ngoại mà? Thì con đi bán bánh mà, nói vậy cho ta thương, ta mua giùm con. Chứ tình hình của ba con vậy á, nói ra nhục lắm chú thầy. Trời ơi, dù gì á ba con cũng sẽ mãi mãi là ba con, không có đừng dối như vậy nghe chưa? Dạ con biết rồi. Chú thầy thấy là tình hình này là nói không có tiện đâu, hay là để bữa khác mình qua nói với ba con sao ha? Thôi chú thầy nói chuyện đi, ngày nào cũng nhậu hết đó, không có lần nào tiện hết đó. Thầy nói chuyện đi. À thôi nha, con đi trước á, con thầy bảo trọng. Trời đi đâu? Quay theo. Chào anh. Mày nào à? Dạ anh em qua em kiếm anh có chuyện. Ngồi đây đi. Ngồi xuống. Dạ. Chuyện hữu yếu, có chuyện hữu mạnh xuất hiện. Thật sự là hôm nay em hy vọng là anh tỉnh táo lại xíu. Em tới đây là em có chuyện này em muốn nói với anh. Tao đang rất tỉnh và đẹp trai. Hả? Không, anh thấy chưa tỉnh lắm, bây giờ anh nhìn thẳng vô mặt em nè. Anh nhìn thẳng vô mặt em đi. Em muốn nói với anh là em tới đây là em hy vọng anh á cho thằng Tèo nó tới lớp học tình thương của em, nó học để nó biết chữ với người ta. Mày cho tao 50 đi. Ủa, tiền gì anh? Thì tiền thằng Tèo. Nó đi bán bánh về nó nuôi tao. Bây giờ nó đi học rồi, tiền đó tao xài. Ấy thôi giờ anh hy sinh đời bố củng cố đời con đi. Anh đi bán bánh thay nó, anh lấy tiền đó anh nuôi anh, còn cho nó đi học để nó biết chữ đi anh. Dũng mặt với tao rồi. Không chữ. Không, em nói thiệt. Đi đi. Cho thằng Tèo đi học đi. Thôi, đừng, anh ơi. Ủa? Nhà này bữa nay kỳ vậy ta? Trong phòng thư viện cũng không có bóng người. Nhà bếp cũng không có người nào hết. Đâu hết vậy cả? Có ai nhà không? Có ai trong bếp không? Có ai trên lầu không? Không có tôi gì à nghe. Tôi gì à? Chú mày! Ủa sao giống vong gọi vậy? Ai vậy? Con nè! Sao tự nhiên vô nhà tắm rồi mặc đồ khô rang vậy con? Chú hãy ngồi đi, chú hãy ngồi đi. Ủa? Con vô trong đó làm gì mà sao mặt mày con căng thẳng vậy? Con vô trong đó là con vô trong đó để con suy nghĩ về cuộc sống. Suy nghĩ về chuyện gì? Chia sẻ với chú Bảy. Chú Bảy có thể giúp đỡ con được không? Con tức lắm chú Bảy ơi. Người gì đâu mà kỳ cục. Thì không thể nào mà chấp nhận được luôn. Vậy nè, con á là con có kế hoạch. Con là tính là mở cái lớp dạy tình thương ở thư viện. Sau đó là con gái con dạy, nhưng mà vẫn có những người vẫn đưa con tới học. Còn trong khi đó vẫn có những người là tính tình là rất là khó chịu, không chịu đưa con đi học. Như là ba của thằng Tèo. Chú biết bà anh Tèo đúng không? Chú hiểu rồi.
Còn qua con xin là cho ông Tèo học, ông không cho. Ông còn chửi con, sau đó ông cầm ghế ông chọi con chạy về. Bây giờ nè, nghe chú hỏi rồi trả lời. Dạ. Cái lần đầu tiên mà con gặp chú á, con nhận định chú như thế nào? Con có nói thật lòng con ha. Con có nói thật lòng con, đừng sợ chú buồn, cứ nhận xét thoải mái. Nhưng mà con dài lắm, chuyện dài lắm. Không có dài, nói ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu. Dạ, dạ thôi. Già kỳ như xấu. Chứ có làm gì đánh con? Mày vừa phải thôi. Trời đất ơi, mày chê cũng có cái gì đó còn trân trọng tao chút chút. Thì mày, đó mày chê thẳng thừng quá. Nhưng mà chú, hồi dạ. đó là khác. Hồi đó là lần đầu gặp gỡ, chưa hiểu nhau thôi. Sau khi mà con tiếp xúc với chú thì bây giờ con thấy chú hết kỳ rồi. Đó, thấy chưa? Cái vấn đề mấu chốt là chỗ đó là... Lần đầu tiên, không? Chú gặp con. Dạ. Thì chú nhìn cái hình dáng vẽ bên ngoài đó, chú không có cảm tình. Cho nên là chú góp ý. Mà chú góp ý là góp ý thật lòng. Dạ. Đúng không? Đàn ông con trai đi ra ngoài ăn mặc cho lịch sự. Thấy chú không? Lúc nào cũng lịch sự. Có bây giờ chú ở trần mặc quần tà lõn chú đi gặp con không? Dạ. Đâu có, đúng không? Dạ đúng. Mà lần đầu tiên chú gặp con mặc áo thun bà lỗ à, mà cái lỗ nào luôn đấy, chà bá này nè, khoét ra đây nè. Dạ, nhìn dạ. nó rất là kỳ. Nó không có gọi là văn hóa. Dạ. Nó không có lịch sự. Đúng không? Chú góp ý. Sau đó rồi từ từ tiếp cận con, mới thấy con dễ thương. Dạ. Cũng giống như con nghĩ ngược lại là chú dễ thương. Dạ. Chú vừa đẹp nè, vừa dễ thương nè, vừa thẳng tính nè. Dạ, không, vừa lãng mạn nè. Cái gì tốt đều có trong người chú hết. Đúng không? Dạ, đúng. Đó. Thì cũng giống như lần đầu tiên con gặp ba cô Tèo. Dạ. Thì con không có cảm tình. Con cố gắng làm sao tiếp cận với ba thằng Tèo. Ha, con chia sẻ đó, rồi con tâm tình ha, rồi con tâm sự nó, rồi từ 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 hai người sẽ hiểu nhau đó. Trời ơi. Rồi con sẽ thuyết phục ba của thằng Tèo cho thằng Tèo đến đây đọc sách. Và trời ơi, sao chú hay quá vậy ta? Thì nó con nghĩ từ chiều giờ không ra luôn rồi. Chú qua chú nói cái là con sáng ra liền đó. Rồi bây giờ con phải quyết định là con chuẩn bị đồ đạc, con qua bển là con giao lưu và con sẽ làm bạn với ba thằng Tèo để hiểu ông hơn con... Ủa sao tự nhiên chia sẻ nó chi rồi bây giờ ngồi giữ nhà nó giống như ngồi giữ am vậy trời. Ôi dạ, đau. Ai đánh mẹ tôi vậy? Ai không đánh? Gãi cái tay tôi rồi, trời ơi là trời. Sao mẹ lại để tay mẹ vô đây? Đây đây rồi, đập đi, đập tiếp đi. Rồi đập tiếp. Con thật là không biết nói gì nữa đi giờ. Thôi, đi ngủ đi. Chạy nha. Rượu đâu? Chạy thôi, đâu? Rượu hoài. Rượu nó mới ra như vậy đây nè mà rượu hoài. Nó uống từ hồi nào vậy? Con đâu có biết đâu. Con thấy anh ngoài cửa đó. Rồi con ráng đỡ anh vô đây chứ. Con biết là anh nặng lắm không? May lắm mới đỡ được tới đây á. Trời ơi, cứ như vậy rồi làm sao nè. Uống miếng nước cho tỉnh. Con Quân. Thôi đi vô ngủ nha. Đi ngủ. À, đi ngủ rồi. Con đi, đi ngủ đi lên. Đi lên giường đi ngủ. Đi lên giường đi ngủ. Quân. Sao lên giường nhanh vậy? Gối ôm đâu. Cho nó nằm ngủ đi. Chúc nó tỉnh vậy. Rồi kêu nó lên giường sao? Dạ. Trời ơi, uống cái gì mà tới nông nổi này đây trời ơi. Giờ làm sao? Sao con biết được mà công nhận nó thiệt á. Không ngờ là uống xỉn vô ghê gớm vậy luôn á. Con mà uống vô con cũng y chang như vậy đó. Có điều mày nhẹ là kéo lôi đồ được thôi. Cô nói là sao ấy? Chứ con uống vô con đẹp lắm, con có bê xì lết giống như ảnh gì đâu. Rồi. Có bằng chứng rõ ràng. Bữa nào con nhậu lại một cái đi. Cô quay lại cô để cho con coi. Đẹp lắm. Cô giỡn á, bỏ nhậu rồi. Vậy đó hả? Bỏ giống vậy không? Mời chị. Cảm ơn anh. Hả? Cái gì vậy? Thì rượu thuốc. Trời đất ơi. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà thôi đừng có đem rượu qua nữa. Đem qua cho. Để chị bệnh nhức mỏi. Thở dài thở ngắn. Làm sao?
không hiểu luôn. Anh nhạy cảm quá à. Tôi thở dài, đang tính qua bên ba thằng Tèo quá nói chuyện coi làm sao, mà chưa biết nói làm sao đây nè. Thực ra vậy nè, ba thằng Tèo á, các bạn chắc ngày xưa lành tính lắm à. Rồi cái mấy năm gần đây nè, mần ăn thất bại nó, rồi chán nản, rồi rầu rĩ, rồi giống như là bị bệnh tự kỷ á, chị hiểu không? Rồi cái bạn bè đến chia sẻ an ủi, cái rủ đi nhậu, nhậu riết, cái nhậu hoài luôn, rồi cái đâm ra vậy đó. À, là tức là tại do nhậu là. Trời ơi, hay quá, cảm ơn anh nha. Ủa gì vậy? Trời ơi. Tôi nói chuyện thôi, tôi có hát hò gì đâu mà nói tôi hay. Thì bởi vậy ta nói nhờ anh nói chuyện cái vụ mà ba thằng Tèo đó tôi mới nghĩ ra. Thôi được rồi anh ngồi đây nghe, tôi đi công chuyện chút nghe, nghe ngồi chơi nghe. Đạt ơi công nhận giúp được một việc làm rất là ý nghĩa. Ủa về cái vậy, tự nhiên qua đây để chia sẻ tâm sự rồi bỏ đi hết, tôi ngồi đây nói chuyện với Dông hả? Thôi chị. Thằng em như trái cốc trên cành, thằng anh như thằng nhóc đứng nhìn. Thân em đào thấy tao làm thơ hay không? Tao làm thơ hay là ba chiêu chết? Chào cậu. Ê, cái gì vậy? Bình tĩnh. Đừng có nghĩ đàn bà qua đây tôi sợ nha. Đi hai tôi không sợ đâu nha. Đâu có ai làm gì đâu. Qua nói chuyện thôi. Nói chuyện? Có chuyện gì mà nói? Tôi quen biết gì rồi, có chuyện gì mà nói qua đây, tính thấy tôi nhà mình, qua đây. Bình tĩnh nghe tôi nói nè. Thực ra tôi là cô Phúc à. Thấy không? Nhớ không? Tôi là cô Phúc, có thư viện sách á. Tôi qua đây là gặp cậu, là bàn tính chuyện làm ăn. Nghe không? Nghe rõ không? À, làm ăn. Ừ. Sắp tới tôi muốn mở một cái cửa hàng bán nông sản sạch, và tôi cần nguồn cung cấp. Nhưng mà cái quỹ đất của tôi thì nó ít quá, nên tôi muốn gia đình bên này hợp tác. Vốn ban đầu thì bên tôi sẽ cung cấp cho gia đình, còn về phương pháp trồng và kỹ thuật thì cậu Đạt sẽ phụ trách. Dạ. Cậu thấy làm sao? Được không? Bên tôi cấp vốn rồi bao tiêu sản phẩm luôn. Cô cảm ơn cô. Cô tạo việc làm cho con. Đau. Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ được rồi. Dạ. Ngồi. Ngồi. Né qua. Ai? Ngồi. Để anh ta ngồi đi. Rồi. Không, anh ngồi đi. Anh tên gì? Dạ, em tên Đạt. À, anh Đạt, ngồi anh Đạt. Người ta đi chưa? À, rồi, đi rồi. À, dạ. Nãy giờ tôi nói cái gì có nhớ không? Nhớ. À. Mà nãy em nhớ, giờ em quên anh Đạt. Chuyện làm ăn á. Chuyện gì mà cô Phúc cấp tiền, cấp vốn gì cho con đúng không? Ờ. Bây giờ cô Phúc cởi lại từ đầu đi, con quên hết rồi. Chịu khó cô kể lại đi, chứ nãy giờ ông tưởng qua mời ông đi chơi vượt lên chính mình nữa đó. Bây giờ nói lại nha. Dạ, con kể đi. Bây giờ chuyện làm ăn là gì? Ôi mẹ ơi, sao mẹ lại trói con lại như vậy chứ? Mẹ ơi, bây giờ mẹ vui lòng cho con uống một ly nữa thôi cũng được. Nết! Ấy một giọt thôi. Không là không, thấy chưa? Cô ơi cô, anh Quân anh thèm rượu mà sao giống như lên cơn nghiện vậy? Hay là mình giúp cho anh vé đi cô. Trời ơi. Cô, cái tội của cô chưa sửa. Rồi bây giờ trời ơi. Cô ơi. Chuyện qua rồi. Ê, cô cứ chuyện qua rồi mà cô cứ nói hoài à. Con đâu phải là con nghiện rượu đâu. Con cũng không có thèm đâu. Mà thí dụ như ai mời thì con mới uống chứ bộ. Đó, thấy chưa. Cái tội mà ai mời cũng uống. Bây giờ đây là chắc díu tới mày nữa nè. Xuống lại đổ xuống đất rồi. Lụm lên đi, lụm rượu lên cho con. Trời ơi là trời, tới cái nông nổi này, cái ông bãi này thiệt tình luôn á.
mới đem cái... Cái gì? Con bậy đây, tới rồi. Đây, đặc sản cai nghiện rượu. Chồng muốn chết luôn á, để cho nó cai cái cho rồi đi. Sao vậy cô? Cái gì vậy? Thúi lắm đúng không? Cái mùi kỳ quá. Thuốc này càng thúi càng hiệu quả. Bảo đảm với chị, thằng Quân mà nó quất vô hết chén này ha, nó cai rượu liền. Cái rượu tức thì liền. Trời, uống đi con, uống đi cái rượu con. Uống miếng đi ha. Mừng đi con. Uống đi anh. Để xa ra đi. Vậy? Cái gì mà cái kinh dị quá vậy? Không uống cái này đâu. Không uống đâu. Con từ từ gãy ghế con. Nghe chú Bảy nói nè. Ông bà xưa mà nói á, cái gì mà càng thúi á, càng có hiệu quả bất ngờ. Con uống vô đi, bảo đảm với con là từ đây về sau là con nghe chữ rượu thôi ha, là con té con xỉu luôn á. Chứ đừng có nói, đổ đi mẹ ơi. Nghe lời mẹ nha, uống một hớp thôi là con cai rượu được luôn. Chứ con trời ơi, nghiện rượu nhìn thấy ghê quá. Mẹ thôi. Chị để đó đi. Dạ. Con tiến về phía sau lưng của cháu Quân. Hai tay con nâng lên cho đều. Nâng gì? Cặp vô cái càm của cháu Quân. Giữ cái mặt cố định, đừng cho di chuyển. Thôi đừng. Chú Bảy tiến tới cho cháu Quân uống thuốc. Không, buông nghe. Ráng đi anh Quân. Không, buông cơ thể tôi ra. Ráng đi. Đừng, không. Gần hết rồi. Có sao không? Má cái người thuốc luôn rồi. Trời ơi, cái thằng thiệt thanh niên trai trắng gì đâu mà nó mạnh thiệt á. Cũng may là nó bị chói á. Nó mà không chói nha, uống cái mồm vô cái nữa, cái sưng ngực tôi còn gì nữa trời. Nuốt vô. Không hỏi. Nuốt vô. Không hỏi, nuốt ngược lại. Nguyện cho nó mặt nó tái mét rồi kìa. Ta mượn mày uống, trời ơi. Ủa, con định cai luôn hả? Dạ, cai thì uống đi con. Con thử coi nó ghê cỡ nào mà anh Quân anh. Mà nó làm bằng cái gì mà ghê dữ vậy? Trời ơi, một công trình mới được ra cái chén gì đó. Cái gì? Ở trong đó có nhiều gái lắm nè. 200g cắt ăn. 200g kỳ tử. Trộn chung với cốc nhái ảnh ương kỳ đà tắc ké. Rồi hâm với cái nước tiểu đồng tử khoảng 3 tiếng đồng hồ ra được nhiêu đây. Trời đất ơi, đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu. Uống thôi. Không hỏi. Nói vậy thôi, chị yên tâm đi. Không hỏi. Uống chừng 2 lần thôi là ngày nào nó phải có cái này nó mới chịu nổi. Ủa, vậy là qua nghiện cái này luôn hả? Không, cái này nghiện rượu. Cụ này trụ làm cực cũng chết, ai mà làm để cho nó uống mỗi ngày được. Là uống một lần là cai được luôn đúng không? Chính xác. Rồi cai được luôn, không sao hết. Từ mai là sẽ cai rượu luôn, không uống nữa. Học sinh, nghe. Chúng con kính chào chú thầy ạ. Học sinh, ngồi xuống. Thôi, rồi bây giờ rể Tèo đi học là không được đọc truyện, hiểu không? Mình phải tập trung. Dẹp cuốn truyện học xong rồi đọc. Bây giờ là chú thầy xin mời tất cả các con hướng lên bảng. Cô hiệu trưởng Phúc là chưa có đầu tư cái tấm bảng cho nên là tiết sau là mình mới có bảng nha. Bây giờ rồi các em mở tập ra cái bài cái giao tục ngữ mà chú thầy đã dạy cho hôm trước nhớ không? Rồi đọc. Công cha, bây giờ thầy sẽ đọc trước. Công cha như núi Thái Sơn. Công cha như đọc tất cả cùng. Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đúng rồi, bây giờ mở tập ra ghi 4 câu thơ đó lại để coi ai ghi xong đúng chính tả mà trước nha. Ghi đi. Đúng là làm điều tốt sẽ gặp điều may. Dạ, chào chú mừng. Rồi chào con.
Dạ chào anh Mười. Dạ chào chú Mười. Chú Mười cho con xin lỗi cái chuyện. Tôi qua đây là muốn nói với chị á là tôi đồng ý bán miếng đất đó cho chị. Dạ cảm ơn anh. Dạ yeah, con biết mà, con biết là chú Mười không có chấp nhất con chuyện đó mà. Ai nói tôi không chấp? Chị Phúc ở đây á là người giúp đỡ ba của thằng Teo, là cháu ruột của tôi đó. Dạ. Nên tôi mới đồng ý bán cho chị. Còn cậu á và số hồn á, ngày mai á qua cắt hết cái đám cỏ bên đó đó thì mới may ra được. Dạ. Dạ được rồi anh, sáng mai hai đứa nó sẽ qua làm sớm. Dạ. Chỉ có chị Phúc là người biết chuyện nhất. Thôi tôi về nha. Dạ cảm ơn anh. Thấy chưa, đúng là làm việc tốt sẽ gặp điều hay mà. Lại thua thằng Quân nữa. Có bốn thầy trò lên núi tụng kinh, cái bụng trình ình là chư bắt giới, cái tài vời với là quỷ sa tăng, cái mặt nhăn nhăn là đường tam tạng, cái tính liều mạng là Tô Ngộ Không. Người cầm cái chén là Phật Tổ Như Lai. Hóa phép nhiều gì đâu quên rồi. Hóa phép chùm con khỉ đột là con số 1. Hay đó. Quá luôn. Có đây nào đưa coi coi. Nè, thì có đây Bến Tre nè, Vĩnh Long nè, ở Sài Gòn nè. Có đây nào? Đài Bắc. Bây giờ em chỉ hết nha. Bây giờ anh ra sân bay, anh mua vé. Ở đó có bán vé đó. Không qua sân bay mà con bán vé Đài Bắc hả? Thì ra đó mua vé rồi anh ba ra Bắc mà anh mua, anh rảnh quá ha. Trời mày đó. Mới rảnh á. Tao về đó ăn mít đi, không có tiền mua vé số mày đâu. Bán cho chị tới số ơi. Nè chị mua vé số đi chị. Bán vé nào mà trúng nha. Chứ không trúng mà chị không mua đâu đó. Chị mua nó mới trúng, chị không mua cho nó trúng. Ờ. Mày hết hát rồi hả? Tao quên. Về tới đầu làng con chim sẽ... Chị mua cho nó, mua số cho nó. Chị bây giờ nó hát con chim ấy, lát nữa nó hát riết rồi không biết ra con gì luôn á. Vé số 15, 15, 15. À mai là rằm. Cái gì? Mai là rằm hả? Ờ. Mày đi chợ hoài mày không biết mày. Mai là... Ôi ngày mai là sinh anh Hùng. Ôi em còn 10 tờ nè chị. Chị bán giùm em nha. Chị bán giùm em nha. Chào chị. Nó lớn lên. Em chào chị. À, chị chào em. Sao? Qua đây làm gì? À, biết rồi. Biết là tôi có gian mở hàng nè, nên là qua đây mở hàng bán đất đúng không? Đây, chị muốn ủng hộ cho. Thôi, em không có bán, em tặng chị luôn. Trời đất ơi. Nghe tặng chị luôn hả? Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 4 tờ. Lựa đi. Làm sao? Tôi cho tặng có 1 tờ thôi. Tặng tờ hả? Ừ, lựa đi. Tặng tờ nó 4 tờ chi vậy? Cho lựa số đẹp. Số này đẹp. Số này là số 18, giống như là An lúc nào cũng đẹp như 18 tuổi. Ừ, chị An luôn đẹp, chị An luôn đẹp. Thái độ đó là không được nha. Chị An luôn đẹp. Ừ, nè, trả nè. Thôi, trả tiền chứ mở hàng mà tự nhiên. Thôi, em tặng chị. Em muốn tặng chị mà. Lạ ta, thái độ lạ ta, tự nhiên tặng ta. Em tặng. Trời, muốn nhờ giả gì phải không? Sao chị biết này vậy? Nhìn cái thái độ của cô tôi biết rồi. Biết cho bấy lâu nay có bao giờ mà tặng được cái bánh cái kẹo nào đâu. Mày đặt na tỷ số nhiêu? Đó, 10.000 là ít đâu. Muốn gì nói đi. Em muốn chị ở trên phố quá. Ừ? À, chị cứ viết cách tổ chức sinh nhật mà thật hoành tráng như vậy. Thật là cảm động không? Hoành tráng, cảm động. Ừ. Giới tính là cái gì? Tính là... cái gì? Chữ đầu là hát hả? À, chữ tiếp theo kì. Em đứng yên được không? Nhức đầu rồi đó. Chữ tiếp theo là chữ u. Tên Hùng à? Hùng. Tên Hùng. Tên Hùng. Hùng. Tên kỳ quá à. Tên Hùng. 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 Ủa Hùng. Hùng trong xóm mình là ai ta? Ê, thằng Hùng Trang Bỏ hả? Ăn nó xong quặt à, không thôi.
Chứ ai trong xóm mà đâu có ai mà tên Hùng mà gọi là xứng lứa vừa đôi với em đâu mà đẹp như em nữa. Chị kỳ quá à. Ai nói chị nghe coi. Sáu Hùng á? Tại sao em lại thích chú Sáu Hùng? Tại sao vậy? Chị anh đẹp trai. Ồ. Chị nghe chị hỏi kỳ quá hả? Trời đất ơi, nay biết ngại nữa trời. Ngại chứ. Thiệt tình á, nhỏ mè này kêu nhanh nhanh qua chở mình đi vậy mà nãy giờ chưa qua tới nữa, lệ mề bực mình ghét nhất là ai chậm chạp thiệt luôn. An. Dạ dạ. Em làm gì em ngồi, em làm thì nhảm gì vậy? Dạ đâu có gì. Làm không là làm. Anh Quân. Gì? Sốt. Mày xuống gì? Nè anh rảnh đúng không? Ừ, có gì không? Ngồi nói chuyện với em tí nha. Chuyện gì mà nói? Chỉ cho em cách nào để tổ chức một cái sinh nhật cho người ta mà cái người được tổ chức á, người ta nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ hoài cả đời không bao giờ quên. Tặng quà là mình phải tạo bất ngờ. Bây giờ ví dụ như là em muốn tặng quà cho người ta là em hãy làm cho người ta đau khổ, sau đó các em quay trở lại em làm cho người ta sung sướng. Ví dụ như hôm nay là sinh nhật em, các anh sẽ tới nói là hôm nay là sinh nhật em đúng không? Dạ. Kệ em chứ, thôi anh về đây. Lúc là người ta sẽ đau khổ, người ta sẽ buồn. Người ta buồn đi đó. Xong các anh sẽ quay ngược trở lại. Đây, tặng quà nè, sinh nhật hả? Tặng quà em hả? Ừ, rồi bất cảm ngờ. Cảm ơn anh. Bất ngờ liền. Em hiểu rồi. Mà sinh nhật ai vậy? Thôi đừng có hỏi, anh nhiều chuyện quá. Hiểu rồi. Vậy có nghĩa là mình phải dìm ảnh xuống tới 18 tầng địa ngục, xong rồi tới lúc đó mình vớt ảnh lên, xong rồi mình hô hấp như đúng không? Nhỏ này. Thì đúng rồi đó. Nói chung là hôm nay là vậy đi. Em hiểu rồi. Chị cũng hiểu rồi. Chị hiểu gì không mà chị nhìn lên chị cười. Chị hiểu gì? Vui. Vui. Sáu bệnh nghe khàn khàn qua nhịp cầu xi măng, thấy mấy con trăng nó bò lăng quăng. Đâu? An. Dạ mẹ. Anh. Hôm nay bán được không cưng? Đó là chuyện của tôi. Dạ. Còn anh á, anh ở dơ nó vừa phải thôi. Chết cha, anh ở dơ lắm hả? Không những ở dơ mà anh còn sợ dán nữa. Trời ơi. Ủa cái chuyện anh sợ dán sao anh biết vậy? Đàn ông con trai mà sợ dán. Trời. Đó, cái gì mà tôi không biết. Tại vậy nha, anh không những sợ dán mà anh còn nhét gái nữa. Trời ơi, em cuốn tin luôn á. Trời ơi, nhét, em kể chị nghe, nhét gái hả, cứng ngắc luôn. Cái gì cứng ngắc bà? Tay chân cứng ngắc. Hả? Trời. Rồi, còn nữa, mặt một đống như mặt một nắng nữa. Trời ơi, trời. Trời ơi, ông Sáu Hùng. Trời ơi, bây giờ tôi mới biết luôn á nghe. Ông vừa dơ mà vừa nhắc gái nữa hả trời. Trời, trời ơi, thiệt sự luôn, không có tin luôn á, không có ngờ luôn á. Đúng rồi đó. Trời sao ghê vậy trời. Trời ơi. Mặt nhìn coi cũng được mà. Đứng yên coi, đứng yên coi, đứng yên coi, đứng yên coi. Trời ơi. Có bao nhiêu là gom trọn ổ để lên người ông luôn trời. Một người làm như tôi vậy? Bộ hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ hả? Nhìn tôi nè. Bây giờ hỏi ông nè, ông làm cho người ta có bầu đúng không? Hả? Tôi làm ai có bầu? Đó đó, ông đó, đó, nhỏ đi, thấy chưa? Ông nói xanh sao kìa. Thương quá em sao ơi. Sao mấy chị biết em có bầu vậy? Trời ơi, nhìn cái tướng là biết rồi. Có bầu ông nhén tội nghiệp quá à. Không ăn uống gì được hết đó em. Hồi ráng nha, cỡ 4 tháng là ăn được à. Hết nghén liền à. Nghén trầm quá vậy. Tôi quách đâu mà tôi lấy cái tôi có bầu trời ơi là trời. Thôi tôi biết rồi, biết rồi. Thôi rồi, con cá lẻ mọi người ở đây với lại mấy trăm triệu khán giả trên mạng xã hội live stream đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đưa ông lên cho mọi người biết cái. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Xin chào tất cả mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người ủng hộ em nha. Đây 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 đây. Cái gì vậy? Đây đây.
Mẹ nhớ chị dặn chưa? Nhớ. Có là. Ê, lao gom tiền nữa, tao qua tao lấy nha mày. Ủa, em chào chị Kiều. Hai đứa bay đâu đây? Con đi qua nhà anh Hùng ăn tiệc sinh nhật. Sinh nhật? Tao mới ở nhà anh Hùng ra đây có thấy sinh nhật như nhẽo gì đâu. Nó đi rồi. Đi đâu chị? Nó nói nó ra đâu bờ ao, bờ sâu vậy ngồi đó. Mà thằng đó bữa nay kỳ lắm nha. Cái khuôn mặt thì thất thần, mà y như là hả, không muốn sống gì đó. Nó đưa tao hả 300 ngàn, xong nó còn nợ tao 700. Nó nói là để kiếp sau con trả cho gì. Thôi tao đi đó. Gương mặt thất thần, đi ra bờ ao. Tự tử. Đâu quá, đâu, đâu quá, đâu ở đâu quá. Cái gì vậy mẹ, ấm sầm mà đi kiếm đi. Được đâu rồi. Kiếm hoài không thấy, kiếm bà bóng gà cũng không thấy đâu đâu hết à. Ê, chị nói nghe nè, có khi nào á bà Kiều bà gạt mình không? Má mày ghen. Mà không phải, bà người lớn sao bà đi gạt mình làm gì đúng không? Thiệt rồi. Cũng tại chị á. Tại chị bày cho em mấy cái trò này nè. Này thì tạo tình huống bất ngờ á. Thì chị chỉ muốn giúp đỡ em thôi chứ bộ. Thì bây giờ thôi mình đi kiếm tiếp đi. Chứ sao biết anh Hùng anh ở đâu. Ồ, mà em anh tích tôi bằng chú rồi nghe chưa. Nói chuyện cho đàng hoàng. Nhưng trời mà em kêu bằng anh. Tại vì em anh Hùng quá lâu rồi. Bây giờ để tôi tập trung suy nghĩ coi. Thì bây giờ thôi ráng kiếm đi. Lỡ cái gì còn đem xác anh về chôn cất đàng hoàng nữa. Nói xét mới nhớ. Cây cuốc là món quà sinh nhật của em tặng cho anh. Không lẽ em bỏ nó xuống mồ cho anh luôn chứ. Con bé này. Ai thốt gì vậy? Tiếng này em thấy quen quen. Anh muốn cưới em anh không cần phải làm như vậy đâu. Cô đỡ lên chừng anh trật rồi. Anh trật chân hả? Chứ còn sống hả? Còn sống cái gì, chết cái gì đâu lum la vậy. Mẹ ơi, anh cảm ơn em cho mẹ. Không ngờ em tặng anh cây cuốc này hả mẹ? Dạ đúng rồi anh. Trời, biết bao nhiêu món quà mẹ không tặng, em tặng anh cây cuốc này. Vậy là anh gắn liền với là cái nghề cuốc cỏ mướn chắc suốt đời quá. Mẹ ơi, sau này anh sẽ thành lập một cái công ty cuốc cỏ mướn nha mẹ. Anh là công ty cuốc cỏ mướn thì em đi bán vé số. Ở đây mình sẽ sống hạnh phúc suốt cuộc đời này. Trời ơi, một tương lai tự là sáng lạng. Nên cảm ơn mẹ nhiều. Cảm ơn An nha con. Dạ. Ơn nghĩa gì anh. Trời ơi trời, coi e ấp kìa. Thôi giờ vậy à, chú với lại mẹ với con về nhà đi. Rồi cái gì mình tổ chức sinh nhật lại nha chú. Ủa sinh nhật ai? Sinh nhật anh chứ ai. Ờ ha. Hôm nay sinh nhật của chú á. Dạ đúng rồi, nay ngày rằm mà. Vậy thôi mình về nhà mình ăn sinh nhật nha. Dạ. Mẹ. Dạ. Cầm giùm anh cây cuốc nha. Để anh cõng em về nha. Đường đê này khó đi lắm. Dạ. Đi. Chú cõng con luôn không? Không nổi đâu. Đi về ăn sinh nhật. Trời. Hai người này đợi con với. Đợi tôi. Alo, kính thưa, kính chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình ca hát tới đêm nay. Đứa nào cắt cổ dịch vậy? Vậy đâu có, ở nhà này có mình con làm bếp à. Mà con ở đây thì đâu có ai làm bếp đâu cô. Sao nghe tiếng dịch nó khào khào mà nó la lớn dữ lắm. Nó khào khào giống như ai cắt cổ vậy. Không phải tiếng dịch, tiếng còn. Trời ơi, anh Quân. Con à? Dạ đúng rồi. Nãy giờ con kêu hả? Con hôi đang thật độc mà tôi đập từ tối giờ không ngủ rồi. Hả? Đọc từ tối. Đọc từ tối. Tới sáng là không nói gì rõ được. Có nghe được, đọc từ tối tới sáng là không nói rõ được. Đó, tức là khan tiếng rồi đó. Mà này không phải khan tiếng, tắt tiếng luôn rồi. Bây giờ phải làm sao cô? Được rồi.
Chờ chút, mẹ xuống mẹ pha ly nước chanh cho uống. Dạ nha, dạ, dạ. Vậy thì con sẽ đi pha nước giá. Ừ. Nước giá cho luôn. Ngồi xuống đợi đi. Đi. Thật tiên. Mẹ nè, em chuẩn bị nước giá cho anh nè, uống đi. Cái này uống hết, cái này là hết bị anh. Đâu có, uống cái này không hết. Ăn uống cái tô này luôn. Đây, đây là ly nước chanh. Dạ. Con uống hết ly này không hết, cái mẹ sắc mỏng. Mấy cái trái này ra cái cho con ăn sống luôn. Rồi, bây giờ con uống cái nào, uống một tứ thôi bây giờ. Uống hai tứ vô thì sao được? Bây giờ muốn nói hay muốn kêu? Dạ, vậy mới mau hết. Nghe nó thôi. Nói. Ừ. Thế này uống đi. Ừ. Rồi, chứ uống nào chứ? Giờ con uống cái này để cái này mai uống được không? Uống liền cho nó hết. Uống liền. 1, 2, 3, giỏi. Giỏi. Để sẵn đây, sắc nhuyễn cho ăn sống. Nè, hay là em bước qua năm luôn nha. Không phải ra. Giỏi, 1, 2, 3. Giỏi quá. Hay quá. À, anh ăn không? Em đút cho anh luôn nha. Đây, uống xong phải ra. Uống cho hết 2 ly này nha. Bên đây. Nước xuống. Công nhận anh Quân giỏi ghê luôn á. Sau này vợ có phước nha, nghe lời. Vậy là xong rồi đúng không? Để con đi vô. Chưa. Vẫn khào khào như dịch nó ra hết đâu. Ăn mới có 2 cái chanh rưỡi à con à. Ráng ăn miếng coi. Nó nhưng mà chưa hết, còn khàn khàn kìa. Ráng coi. Giỏi. Chưa. Trời ơi, cái gì mà nặng dữ vậy? Thôi. Chạy chú Bảy. Dạ. Không xong rồi. Sao anh? Phải chở nó đi bệnh viện cấp cứu liền. Căng tiếng rồi mà cấp cứu gì? Cái gì? Cái giọng của nó giống như chiếc xe máy cày chạy chứ mà căng tiếng cái gì? Lâu chú Bảy nó quá à, giọng ảnh làm gì giống tiếng máy cày. Quá lắm là giống tiếng bò rên thôi à. Mày dành ăn với nó hả? Sao nó rên? Thôi trời ơi. Bây giờ làm sao để cho nhỏ nói được để là ngồi đó mà gây hoài à? Theo tôi á. Ừ. Kinh nghiệm của ông bà xưa mình chỉ dạy điều trị cái cách mà bị khàn tiếng vậy nè. Ừ. Nó hữu hiệu lắm. Nó là ăn ớt cho bành của Hồng hả? Mày giỏi quá. Cách gì chú Bảy? Cách gì anh? Bình tĩnh. Chỉ có cách duy nhất, ăn rau cần dày lá chấm với muối hột. Trời ơi, tôi biết mà tôi không nhớ ra. Sao đau vậy trời? Trời chết rồi, chết rồi. Bây giờ cái giọng mình như vậy sao là nó làm MC được? Không được. Bây giờ mình phải giữ giọng. Không được nói chuyện nữa. Để dành tới bữa đó nói. Anh Quân, sáng giờ ăn uống gì chưa? Em hỏi là sáng giờ ăn uống gì chưa? Cái gì? Dạ không gì mà còn ăn cái nữa. Chiên dầu mỡ. Anh uống nước cá. Xe đổ xăng lên nó có gì cho nó xăng lên giá. Ủa mà xăng lên giá làm chi? Nước. Anh uống nước giá. Có vậy thôi mà cũng làm mất thời gian nữa. Rồi sao? Anh ăn cái gì em làm? Nãy giờ hỏi anh mà anh không nói gì hết trơn á. Bây giờ em hỏi lần nữa nha.
À, muốn ăn mì hộp thịt lộn đó hả? Mẹ xả cái gì? Điều đó mà hiệp lộn là cái gì tự nhiên cái năm tôn qua giờ rồi đó. Bây giờ anh sao? Anh muốn cái gì thì anh phải nói cho em hiểu không? Anh không nói em không có hiểu. Anh cứ chỉ và trả quà là em không em nhức đầu với anh luôn á, thiệt á. Đừng có nói nữa. Không ai. Ê, giữ giọng nói. Nói nó không nói nữa được. Rồi rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi, xin lỗi. Xin lỗi. Ê. Em đọc. Anh nghe. Đọc nha. Kính thưa quý vị quan khách, MC Quân xin được gửi lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất đến tất cả những quan khách có mặt trong ngày hôm nay. Cái gì vậy anh? Đọc tiếp nha. Như ai cũng biết, tình yêu luôn là chủ đề muôn thuở dành cho những nhà văn, nhà thơ. Từ đó mà các nhà văn, nhà thơ đã sáng tác ra những bài hát, những bài thơ đi sâu vào lòng người. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau? Tình yêu làm cho con người ta cảm thấy vui hơn. Có lúc buồn, lúc giận, lúc hờn dỗi. Nhưng tất cả chỉ là những cảm xúc nhất thời. Tình yêu khiến cho người ta yêu đời nhiều hơn. Đủ rồi, đủ rồi. Bây giờ đọc vậy là thấy đủ rồi. Bây giờ, đây. Bỏ này xong, này xong. Đứng thẳng lên. Trời ơi, nhìn đây như là cái dáng của một người MC. Y hết MC luôn. Anh nói là em là có năng khiếu. Dạ. Bây giờ anh quyết định về. Em sẽ thay anh làm MC hội nghị. Cái gì? Xin kính chào quan viên hai họ. Không, không, được, được. Đâu phải đám cưới đâu mà quan viên hai họ. Chứ chào ai? Chào quý vị ơi. Xin kính chào quý vị. À. Rất vui khi có sự xuất hiện của quý vị. Khoan. Sự hiện diện chứ không phải sự xuất hiện. Phải là hiện diện. Hiện diện. Chúng tôi rất vui khi có sự hiện diện của quý vị. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào, rất vinh dự, rất trân trọng, rất mừng rỡ. Được. Nhưng mà bây giờ em nói phải là hoạt động tay chân lên thì mới thu hút được người nghe. Này giống nó bánh xe tăng, câu giống bánh xe tăng. Hoạt động sao? Là tay chân mình quơ á. Cái này em biết. Xin kính chào quý vị, chúng tôi rất vui khi có sự hiện diện của quý vị. Và sau đây, chương trình của chúng ta sẽ bao gồm tất cả những... Ê, sao này... Này giống giới thiệu xiếc thú nè. Nèn voi, nèn gấu, nèn chó. Ôi trời. Nó giống vậy đó. Mẹ đừng có ghẹo em nó để cho nó tập đi. Chứ nó... Mẹ thấy con làm sao đi chứ nó tập gì mẹ thấy không ổn rồi đó. Ê, trời mẹ... Tập tiếp đi. Tập đi. Em tự tập nha. Tập nhỏ thôi, đi. Ê mẹ ơi, hay là nghĩ vậy? Mình cần phải cho ngang nó là tiếp cận với khán giả. Tiếp cận khán giả. Đấy, nó tự tin nói hơn. Tức là cho nó gặp khán giả để nó tập. Rồi chừng nào thiệt nó nói được. Dạ đúng rồi. Thôi. Làm gì tội nghiệp bày dịch mẹ lắm. Thì, mắc mới gì tội nghiệp bày dịch. Thì ý là con tập thì con phải lùa dịch coi như khán giả để cho nó tập gì phải không? Tội nghiệp mấy con dịch chứ. Trời, không phải em kêu biết dịch, kêu đùi thiệt luôn.
người thiệt ở đâu cho nó tắt. Kêu bà con vô đi ngồi để cho hàng nói. Kêu bà con vô vậy thôi, người ta ngồi nó nói luôn rồi. Chứ bà con ai đâu rảnh đâu ngồi cho nó tập. Chứ ngày tuần tập 7 ngày thì bà con người ta lợi 7 ngày cho nó tập. Thì ấy giờ mình đi chụp hình bà con, mình in hình bà con ra, mình dán hết ở đây để cho tưởng tượng có bà con. Giống mắt bố. Trời. Quảng cáo sản phẩm, quảng cáo sản phẩm. Giờ sao? Này là nó cái bằng cái gì? Nó quên uống thuốc. An ơi, thôi con đi vô uống thuốc đi. Dạ không, con đang tập bước ra sân khấu. Sao cho nó nữ tính? Con nặng lắm rồi đó. Thôi cứ vậy tập đi. Anh Thanh Phương ra đây đi, đi với em gắm em nào coi được không? Tập MC đâu phải hoa hậu. Tập đàng hoàng. Kính chào, không hay, kính thưa quý vị quan khách có mặt trong buổi kính thưa quý vị quan khách có mặt trong cái buổi gọi là tham quan nông trại vườn tược của chúng tôi. Ở đây là một cái ao rau muống. Mà cái rau muống này thì nó sắp kéo con lên giùm đi. Nó lúng. Trời đất ơi. Con làm gì vậy? Hả? Có bị gì không? Trời nắng quá sẵn hả? Dạ đâu có. Chứ làm gì đứng lầm bầm mình vậy? Con đang sắp văn á. Chi? Sách văn để làm MC. Làm MC? Dạ. Nhưng mà chữ nó cứ chạy vòng trên đầu không à. Con không biết chữ nào nó hay tí xíu. Làm MC mà ra ruộng rau muống rồi làm MC. Cái gì rau muống cô? Cái này là cả ngàn khán giả của con đó. Khán giả đây? Dạ. Bên đây là khán giả nè. Bên đây là fan hâm mộ. Còn bên đây là khách mời. Trời ơi An ơi. Nắng quá hả con? Sáng giờ con có ăn cái gì bậy không? Cô, thì tại vì con hồi hộp mà, nên là con phải coi như là có sẵn khán giả ở đây chứ. Nhưng mà con làm MC cái gì? Tại sao hết chỗ tập rồi tự nhiên ra ruộng đứng tập? Tại vì lỡ tập ở nhà con sợ làm ồn mọi người nên là con ra đây con tập. Trời ơi, ồn cái gì, con muốn tập thì vô nhà tập. Vô trong mát tập cho nó đàng hoàng. Tự nhiên ra ruộng đứng cầm ràm, tưởng đâu bị khùng. Trời nha, con thấy nha, để người ta tập và để người ta nổi tiếng nha, người ta lên tới đỉnh vinh quang là người ta phải chịu cực khổ lắm á. Nên là con đây mình tập cực khổ từ giờ cho vừa. Để mốt có nổi tiếng thì mình cũng không có bị gọi là người ta nói là ngủ quên trên chiến thắng đó cô. À ha, cũng mong là sẽ có ngày con ăn lên tới đỉnh vinh quang. À đỉnh vinh quang. Còn bây giờ cô nương, heo chưa tắm nha, rồi cơm chưa nấu. Đi vô làm công chuyện liền. Để ngồi chiều nay cả nhà nhịn đói. Đi vô. Dạ, vậy thôi con vô tắm heo. Cô đây coi chừng lúng nha cô. Biết rồi. Cô rảnh không? Thôi đưa đây, biết rồi. Dạ, con tắm heo cô thấy là muốn con. Biết rồi, thôi đi vô đi. Dạ. Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã tới đây đầy đủ. Và kế tiếp là xin mọi người là giữ trật tự, ổn định chỗ ngồi, là tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ rung để coi An làm MC. Lên sân khấu lên sân khấu. Dạ. Con lên nha. Nghe nó nói quạt quạt. Ừ. Lên đi chừng nói chứ bộ. Nói đi nói lẹ đi tôi mỏi. Lên quá. Coi chừng té đầu rồi. Đừng. Em tháo cái micro mình. Không được. Cái này nó thiết kế theo cái đầu mà nó bự quá. Ơi. Nói gì nói lẹ đi tôi mỏi cổ quá mấy đứa ơi. Dạ nói liền. Nói em những gì mà mình đã tập á. Xin chào các bạn. Nói bình thường thôi. Rất vui khi các bạn có mặt trong ngày hôm nay. Ê, xuống nói gì tôi nghe vậy trơn á. Cái vui bạn mặt đâu có vui. Nó phải cười chứ. Bạn tôi nói cho nghe.
Đây là phong cách mới của MC giới thiệu chương trình đó. Phong cách chị tay mới đó. Tay nói không có nghe gì chưa. Chương trình cái gì vậy? Phong cách gì? Ở dưới này hả, người lớn, thanh niên mà các bạn. Ôi, dạ dạ thôi con. Xin lỗi quý vị. Dạ dạ để làm lại. Thả lỏng ra. Em suy tưởng dễ lắm mà sao khó dữ vậy? Kính thưa bà con, kính thưa các bạn nữa. Đúng không vậy? Tập trung đi con. Nhanh nhanh xuống nha. Nhanh. Mời bà con xem cái gì cả nhà. Hả? Hả? Gì vậy? Ê, mẹ đợi đợi rồi, sao khấy mẹ rồi. Đường vào tiệm em hai lớp áo. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, xin mời ghé đến quán em. Điệp ơi, mai anh lên châu thành đô nhà xe rực rỡ. Mẹ. Ê, em là cái gì không? Thì hả? Cái nhân nghệ gì lãng giang vậy, bút đầu hát tân nhạc đi giữa hát cái gì đó xong rồi cuối hát giống cải lương vậy, không liên quan gì hết trơn à. Bộ con tính đi bán kẹo kéo hay gì mà đổi lia lịa. Kính thưa bà con, ngày ngày mẹ đi bán vé số đều được bà con ủng hộ bằng cách theo phong cách style của mẹ, đó là hát lô tô. Nhưng hôm nay mẹ đổi phong cách hát liên khúc, nhiều dòng nhạc ghép lại, nhiều phong cách lại với nhau, và đó sẽ tạo ra thương hiệu mới của mẹ. Bà con hiểu không? Mày ơi, không ngờ là mẹ nói hay như vậy. Hay là mẹ có thể nào giúp tôi đi làm MC không mẹ? Anh nói thiệt hả? Thiệt luôn? Thiệt. Đi, em sắp nổi tiếng rồi. Mẹ, em cho chị xin chữ ký đi mẹ. Mẹ, cái này em tổ chức live show vậy? Sớm thôi. Bỏ anh đồn quá. Sớm thôi. Em cho anh chị vô nhóm fan club của em không nha. Có gì chị liên hệ trợ lý của em nè. Trời ơi, nâu quá. Cảm ơn em, cảm ơn. Mấy người làm gì? Anh làm gì vậy? Em yêu. Anh rất yêu em. Em luôn trong trái tim của anh. Anh nói thật mà. Em ơi, hãy yêu anh đi. Đừng khóc cho em luôn á. Gì mà đem một trái cây đi cúng cô hồn vậy? Đi ra. Trái cây của tôi. Sao vậy? Mẹ. Anh sao Hùng? Mẹ của anh. Anh mãi mãi luôn ở trong trái tim em. Anh tặng em nè. Mẹ. Nó trúng phong cười hay gì, chắc nó cười từ giờ tới tối quá. Trời ơi, cũng không biết đâu. Mẹ. Ê con mẹ kia mà đi đứng kiểu gì mày? Nói gì, nói tên gì, nói lại lần nữa coi. Mẹ. Ai là mẹ? Mày là mẹ. Tôi bây giờ không còn tên là mẹ nữa. Ủa vậy tên gì? Tên là mẹ. Gì? Mẹ. Trời tôi lạy mày. Cái xóm này một mẹ là mệt rồi. Giờ mẹ nữa. Mày cứ nước là mờ có. Ê bà đi lẹ đi nắng chứ. Ê mẹ. Đại số mấy? 963. 963? Đại nào? Chị hết MV. Chị hết MV. Đại gì? Đại nào lão quắc vậy mày? Lão quắc hả? Đại truyền hình mẹ vừa. Truyền hình mẹ vừa. Con này, tao hỏi số hôm nay mày bán tự nhiên cái truyền hình mẹ vừa gì đây? Rồi tự nhiên 963 là làm sao? 963 là số báo danh đi thi hoa hậu của em. Trời ơi, mày đi thi hoa hậu? Trời ơi, con mẹ đi thi hoa hậu. Con nè. Hả? Con mẹ. Là sao? Em bây giờ đổi tên rồi. Em tên là
Mẹ mẹ, em không còn là mẹ của ngày xưa nữa. Mẹ không còn là con mẹ ngày xưa nữa. Đúng rồi. Bây giờ mẹ là con mẹ mẹ. Đúng. Mẹ không bán vé số nữa. Không bán vé số. Thế mẹ đi móc bọc à? Không, không phải. Chứ là sao? Em bây giờ sắp là người nổi tiếng rồi. Trời. Mới móc được cái mà đi xin chữ ký của em. Trời ơi. Sau này poster của em sẽ khán khắp cả nước này. Chị hiểu không? Xém hiểu. Hồi sáng tao nhớ mua đâu có sấm sét đâu mà sao mày chọc dữ vậy? Chọc gì? Chọc cái chỗ này nè. Có thi hoa hậu rồi gì không bán vé số gì lùm la hết trơn. Mẹ mẹ đẹp mà. Thì mày có đẹp nhưng mà ở đây hơi chọc. Hoa hậu là đớt vậy à? Ai biết, tôi đâu biết đâu. Có hai đứa bay đớt á. Tôi bắt trước nó. Tôi thấy nó đớt đớt, tôi bắt trước tôi nói chứ tôi đâu có đớt. Miễn sao vậy? Gì vậy? Mẹ bây giờ không còn là mẹ của ngày xưa nữa. Mẹ đi thi hoa hậu đi. Trời ơi, vậy luôn hả? Rồi không bán vé số thiệt luôn hả? Không bán. Trời đất ơi, con này. Dì Phúc! Ông nội ông ngoại. Trời ơi, trời ơi. Dì Phúc! Trời ơi, chết rồi, dì Phúc ơi, chết rồi. Cái gì? Ai sao? Hả? Đi, anh Quân nào, Quân nó cái giọng nó đỡ rồi, nó đi làm rồi. Mà sao thật... Ôi, chết rồi. Ôi, bữa nay mà mặc đồ, tóc tay, ngộ vậy? Trời ơi, tại vì hồi tối qua con nô quá, xong rồi cái con đi, con thấy ngộ con không có được đẹp đẽ, con đi mua đồ nè, con đi mua mình xịt tóc đồ nè, xong rồi cái tối tối con xịt ra con để cho nó khô. Con rồi nó không kịp khô luôn, xong rồi cái con thức xong rồi sẽ ngủ quên nè, con đâu đi được đâu. Chết. Ủa mà nôn cái gì mà tự nhiên là mặc đồ mới rồi đi xịt tóc là sao? Nôn nổi tiếng. Nôn nổi tiếng? Dạ. Nôn nổi tiếng rồi đi xịt tóc với mặc đồ như vậy đây. Mà Quân nó đi hồi 6 giờ sáng rồi, bây giờ có qua cũng đâu có cơ hội nữa đâu. Đi mua nổi tiếng mà bây giờ sao? Dì nghĩ là rồi. Sao vậy? Bây giờ sẵn con đẹp nè, tóc đẹp, đồ đẹp, giày đẹp nè, đội giày kim tuyến luôn. Bây giờ còn cầm sắp vé số đi bán. Trời ơi, nổi tiếng luôn á. Dì muốn mày. Ê bà, ai giống con mèo quá kìa phải không? À đúng. Ê, sao bữa nay nó mã màu hồng nữa ha. Ê mẹ. Ê. Dạ. Ủa, em chào mấy chị. Mấy chị mua vé số giùm em. Mẹ. Ủa sao bữa nay không có mặc áo sơ mi màu hồng đẹp gái nữa vậy? Tên chị hỏi mẹ là ai chị? Em đấy, em là mẹ mẹ mà. Em không phải tên mẹ. Mẹ hôm qua khác không ra chị ơi. Hôm nay không còn tên mẹ nữa. Dạ không. Hôm nay không còn đi catwalk người mẫu nữa hả? Đi catwalk là không phải đâu. Bữa đó là chắc em bị đau chân, em đi cà nhắc dẻ chị. Trời ơi vậy nè, hả? Chị hỏi nè, hình ảnh của em treo ở đâu? Để chị đến chị chụp hình. Chị giỡn em hoài, em làm gì có hình ảnh nào. Trời đất ơi, hôm qua nó nói rõ ràng luôn không? Đúng anh rồi. Thì là bữa ký tên vô gì tùm lum tà la rồi mai mốt mấy chị mà xin chữ ký em không cho đâu tùm lum hết trơn. Làm gì có, mà giờ chị muốn xin chữ ký em ký cho chị luôn nè. Thôi, bây giờ mà muốn tôi xin chữ ký hả, là phải in cho tôi một cái poster bự, xong bà ký cái tên thiệt bự vô rồi tôi muốn mua vé số cho bà. Thôi mà, chị giỡn cái hoài, giờ chị muốn ký đâu em ký, chị mua vé số cho em đi. Thôi, chị mua vé số đâu hết tiền rồi, bà này có tiền mua cho nó đi kìa. Rồi, nói vậy chứ không giận em đâu. Mua cho em nha, sách vô giùm chị mua cho em. Trời, dạ. Nó bà mua vé số nó là bà gửi cái giỏ cho nó xách luôn hả? Đúng rồi. Để không không mấy xách giùm tôi luôn nha. Trời chết luôn à. Đi theo chị về nhà trả tiền. Ấy, tôi coi có cái số nào đẹp. Số nào đẹp bà dạy 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 coi có cái số nào vậy. Cho ông mượn điện thoại bà. Chị, con hứa là con sẽ chơi xíu thôi. Tôi rành chú quá mà. Hả? Hứa chơi một chút xíu là chơi tới khi ngủ gục thì thôi. Không có đâu bà. Không có là sao? Hả? Chơi tới chừng nào? Dạ chơi được chút xíu thôi. Rồi bà nhờ con cái gì con làm luôn. Trời, vậy luôn á? Dạ. Mà tại sao con thích chơi game? Hả? Tại vì cái game hồi hôm qua chơi gần thắng rồi, tự nhiên bà lại lấy.
Trời đất ơi, gần thắng rồi chơi thắng, cái này cái chơi tiếp ván khác. Tại sao con ham chơi game dữ vậy? Có gì vui không? Dạ vui mà bà. Nhưng mà có nhiều cái khác vui hơn, sao con không chơi? Hả? Con biết chơi game á là vừa hại thần kinh nè, vừa hại mắt nè. Con chơi riết con cứ cắm đầu, cắm mắt vô cái máy như vậy riết là sẽ bị cận, bị loạn, không hiểu không? Có nhiều cái khác vui sao không chơi? Con thấy nó tốt mà bà. Cãi hoài. Ngồi biểu. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Nói là cãi cãi cãi. Đây. Đọc kỹ nội quy này cho tôi coi. Số 1. 1. Vâng lời mọi người. Đọc lớn lên. Số 2. Số 2. Ngủ trước 10 giờ tối. 3. Số 3. Dậy trước 7 giờ sáng. 4. 4. Ăn đúng giờ. 5. 5. Ăn nhiều rau. 6. 6. Hạn chế ăn quà vặt. 7. Tự sắp xếp quần áo. 8. Tập thể dục, chơi thể thao. 9. Làm bài tập đầy đủ. 10. Được chơi game. Cái gì? Ra đừng có coi. 10. Không được chơi game. Đọc và tuân thủ đúng 10 điều trong nội quy này cho bà, nghe chưa? Làm đúng thì được thưởng, không đúng sẽ bị phạt. Đừng có tưởng mà bà không ở bên cạnh con quan sát mà con muốn làm gì thì làm, nghe chưa? Có dì An ở bên cạnh con. Con ở đây theo dõi sát nó cho cô, nghe. Dạ. Quậy hay là làm gì vậy cứ mét con. Dạ, cô cứ yên tâm cho con. Theo dõi cho kỹ. Ba Bảo. Dì á. À không, à, chị là chị An. Kể từ bây giờ hai đứa mình sẽ là bạn ha. Mình sẽ chơi với nhau thiệt là vui vẻ, thiệt là tốt, chịu không? Nè. Tôi không có rảnh. Tất cả tập trung. Một hàng dọc đằng trước thẳng. Bắt đầu niệm danh. Một. Một. Ủa, hai. Ba. Hết chưa? À, dạ hết. Hết xong nói hết. À, ba hết. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung triển khai công tác. À, hôm nay là mọi người sẽ đi cắt rào lan, rau muống và hái đậu bắp. Ai mà thu hoạch được đầy rổ trước thì sẽ được thưởng đi chơi. Yeah, đi chơi game. Biểu biểu biểu. Quẹt cái đít rồi nè. Chơi game. Về chỗ. Từ rày sắp tới, bỏ cái từ chơi game ra khỏi đầu nghe chưa? Dạ. Nhưng mà mình chơi gì bà? Thì chơi những cái trò mà chạy nhảy tăng động lên. Thí dụ như đá banh, đá cầu, hay là đi bơi lội, chơi trốn tìm. Mà con chơi với ai vậy bà? Thì con rủ bạn bè lối xóm chơi. Còn không thì chơi với bà cũng được. Bọn thôi chơi với chị An ha. Dạ. Rồi bây giờ lo làm đi nha. Dạ. Dạ. Giờ mình hái rau sao rồi chị? Khoan đã. Chị dặn nha, kể từ bây giờ phải kêu bằng chị nghe chưa, không có được kêu bằng gì. Lúc nào mà có con Phúc mới được kêu bằng gì, hiểu không? Dạ. Chị gì? Chị là chị, gì là gì, không có gộp chung vậy kêu được. Em thấy chị già. Già nào già? Em thấy chị già thiệt mà. Đó là không có già mà. Kêu lại chị An. Chị An. Ừ đúng rồi, ngoan. Giờ mình hái rau ra sao chị? Thì mình đi làng kia xong rồi mình thấy cái nào mà tươi, cái nào mà ngon thì mình hái thôi. Nhưng mà mình hái rau để chi chị? Thì mình hái rau xong rồi mình có rau ngon mình ăn. Mình ăn vô mình khỏe mạnh, mình làm người đàn ông mạnh mẽ, mình bảo vệ được mọi người. Nhưng mà em có thể tiêu diệt được 200 con quái vật lận mà. Thì em tiêu diệt được á là tiêu diệt trong game thôi, còn ngoài đời thì em phải cao to mới tiêu diệt được quái vật, mới bảo vệ được mọi người chứ. Hái rau chừng nào mới được một rổ đây. Dạ con ra liền. Thôi bây giờ đi ra đi, ra đi chỉ cho. Đi đi, đi lên. Nhớ nghe chưa, bị An nghe chưa. Dạ. Yeah.
Sao vậy? Sao con không ăn cơm? Con không ăn. Ăn đi. Ăn đi con. Dạ không. Chừng nào bà cho con chơi game đi rồi con mới ăn. Trời. Không có cái vụ mà ra điều kiện cho tôi. Nghe. Bây giờ ăn cơm giỏi nha, rồi bà thương, chứ không có cái chuyện chơi game. Dạ ăn đi. Dạ không. Nói nghe không vậy? Bà nói là bà không có cho con chơi game. Nè, ăn cơm đi. Dạ không. Bà nói là con ăn cơm đi. Con ăn mà. Nè. Trời đất ơi, bữa nay khổ dữ vậy. Thôi được rồi. Con không ăn không sao hết. Không ăn thì thôi. Ra đây. Rồi, cứ ngồi đó đi ha. Rồi từ nào tới giờ đi ngủ là đi ngủ ha. Không ăn nữa, không sao hết. Được chiều chuộng quá đó, cho nên mới làm lưu. Bây giờ con phải theo sát nha, để tìm cách con làm sao mà trị nó được. Cô, cô thấy kiểu này không ổn đâu cô. Bây giờ mình phải theo sát nó. Cô có thì giờ cô theo sát nó không? Cô đi dám sát nó nha, tìm cách có điểm yên. Con biết đấy. Rồi bữa nay thịt gà con làm sao ngon quá vậy? Thơm dạ. Lắm, dễ sợ luôn á. Trời con luộc lâu lắm luôn á. Nè con ăn thử. Ừ. Trời thơm. Thơm dễ sợ luôn á ta. Ừ. Rau luộc cũng ngon lắm. Dắt miếng chanh với miếng nước muối vô ha. Ừ. Phải tìm cách thôi. Để vậy không ổn rồi. Chết nè. Ta là ma đây. Ta thấy ghê lắm. Ta bắt người. Ui da. Ôi nè, khoan, dừng lại. Ui da. Chị. Ơ chị. Dạ. Đừng quýnh nữa, đau. Tự nhiên chị giờ phù quay mà. Ủa, sợ ma hả? Dạ không. Ma mà không sợ. Không sợ. Ma người thề đó. Ừ. Vô vậy. Không sợ. À, em còn tiêu diệt mấy con zombie còn hơn chị nữa. Zombie mà cũng không sợ luôn. Không sợ. Mẹ. Dạ. Dạ chú Bảy. Ừ. Cha. Chăm chú dữ ha. Dạ. Con chào ông Bảy. Ừ, ông chào con. Ngoan quá ha. Mẹ. Dạ. Ở nhà chú thấy Xuân á, nó chơi gì trong này nè, thấy nó cũng hay. Nghe người ta nói chuyện cũng vui. Hay chỉ giùm chú à. Trời, chú cũng cập nhật công nghệ dữ nha. Trời ơi, thời buổi công nghệ mà phải theo kịp với giới trẻ chứ con. Cái này á con chỉ chú. Ừ. Đó là chị Google. À vậy hả? Nè, sao? Chú để đây nha. Ừ. Chú bấm vô nút này nè. À. Đó. Xong chú nói xin chào. Xin chào. Bạn là khán giả yêu thích của chị Google, có cần gì giúp cứ nhắn cho chị sẽ trả lời. Hay quá ta. Chị Google, nếu như Bảo cứ mê chơi game thì sẽ làm sao chị? Thì cô sẽ đến nhà Bảo, cô đem Bảo lên núi phơi nắng, đem lên trại cai nghiện cho Bảo hết chơi game. Trời ơi, thấy chưa? Mê chơi game là bị đem lên núi. Đúng rồi. Rồi phơi nắng. Đúng rồi. Trời ơi, mê lắm đó chú ơi. Ôi ha, con ma nè ha. Tối lắm. Thú dữ nè ha. Con cọp, con sói luôn. Bò vô, nó cấu xé nó làm bảo không ra cái giống gì luôn. Mà phơi nắng là bị bỏ đói nữa chú. Ừ. Ôi,
Cô sợ của con có gì nữa không? Vậy đó, chú muốn hỏi là chị Hồ trả lời cho chú liền. Dạ, báo lẹ coi. Dạ. Bây giờ nếu như mà Bảo Bảo không nghiện chơi game nữa thì phải làm sao chị Google? Nếu như Bảo Bảo không chơi game thì Bảo Bảo sẽ được một món quà là một bịch bánh tráng trộn mà Bảo Bảo ưa thích ăn. Ê. Đừng chơi game nữa, có bánh tráng trộn ăn gì mà không bị bỏ trên núi. Như vậy dạ. Là con là Bảo Bảo đúng không? Dạ. Bây giờ nghe ông Bảy hỏi nha. Bây giờ con muốn ăn bánh tráng trộn nghỉ chơi game hay là con muốn chơi game để mà có xét thật con? Con muốn chơi game nhưng mà con không muốn bị cọp xét hết. Bảo Bảo. Dạ. Ăn rau đi, đừng ăn trứng nữa. Không muốn ăn rau đâu. Ăn rau mới có chất dinh dưỡng chứ. Thôi. Hỏi ăn rau đúng không? Gọi chị Google. Đừng mà chửi. Gọi liền đi, gọi liền đi, gọi chị Google đi. Con gọi liền cho cô. Này em ăn này. Gấp nhiều lên. Ăn thêm cái đi Bảo Bảo. Nè. Ngay nè, đó. Ăn vui vẻ lên. Dạ. Sĩ xuôi. Trời ơi, hết hồn hết vía rồi. Anh làm gì mà ngồi thẫn thờ đấy vậy? Thì hẹn em chứ làm gì. Trời đất ơi, sao mà trên bàn 2-3 ly nước vậy? Anh hẹn với con nào đúng không? Không, no. Anh đâu có dám hẹn con nào đâu. Anh chỉ dám hẹn Mỹ Miều thôi. Cái này hả? Hồi nãy anh mới vừa uống với lại cái thằng tóc ké trong công ty anh á. Thiệt không á? Ồ, em làm gì cho Miều? Em tìm vết son. Nhưng mà không có son. Có son chứ sao không? Son ở đây nè. Cái túi này. Ghét quá à. Anh hẹn là chỉ hẹn với em thôi. Tại vì anh nhớ em, anh thương em. Chứ cần một phút không gặp em thôi là anh coi như là sao xuyến không ngủ được luôn á. Xui dẻo miệng quá. Anh nói nghe nè. Dạ. Cái mẻ hàng mà hôm bữa anh đưa cho em á. Em bán sao rồi? Trời ơi, đương nhiên là với miệng lưỡi của em thì hàng đã bán sạch sành xanh. Trời ơi, cái gì đâu mà thấy thương quá. Xui xui. Gì đâu mà mịn màng quá vậy trời. Ngại chết đi được. Anh đang nghe nè. Dạ. Miêu. Dạ, có em. Miêu ơi. Miêu đây. Miêu tiếp theo á. Miêu bán phụ anh thêm mẻ nữa nha. Trời ơi. Thì ra là anh hẹn em ra đây là bán hàng cho anh thôi hả? Đâu có. Anh hẹn em ra đây á là muốn gặp em, là muốn đi ăn với em. Còn mà bán hàng chỉ là phụ thôi. Vậy mình đi ăn với nhau hả? Ừ, phải đi ăn chứ. Thì thôi, đi nha. Dạ. Mà nhớ bán phụ anh mẻ hàng nữa nha. Đương nhiên rồi. Đi. Dạ. Dì Tám, dì Tám. Dì Tám đi đâu vậy? À, dì Tám á, đi ra chợ mua ít đồ. Dạ. Chà, nhìn Mỹ Miều á hả, lúc nào cũng xinh tươi đẹp, sáng ló ha. Con cảm ơn Tám. Tám rất khen à. Trời đất ơi, dì Tám ơi. Hả? Sao con thấy dì Tám còn trẻ quá mà. Mà sao mặt Tám nếp nhăn rồi, đời mọi tùm lum hết nhở? Thì Tám là dân buôn bán mà con. Dạ. Tối ngày á, ngoài đường, ngoài xá. Rồi có thời gian đâu mà chăm sóc như Mỹ Miều đây.
Không phải Tâm ơi, phụ nữ mình á là phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình chứ đâu có ai mà làm đẹp thay cho mình được đâu Tám. Thôi kệ, cũng lớn tuổi rồi thì điệu đà chi cô ơi. Tám, Tám phải nghe con nói nè, nếu mà Tám bận quá đó thì hay con chỉ cho Tám cách làm đẹp của con nha. Dễ lắm nè. Tên tên cái gì đây? Con quý Tám lắm nên con mới bật mí cho Tám á nha. Cái này á là bột trà xanh nguyên chất. Tám nghe lời con ha, mỗi sáng mà Tám thức dậy ha, Tám lấy một chút xíu bột nè, Tám pha với một ít nước nóng, Tám uống thử coi. Trời ơi, ta nói một tuần sau ha, da Tám láng ó như da của con vậy nè. Mà thân hình dòng nào đó dòng đó đầy đà y như con vậy đó. À, cái bột này á bên công ty của cô Phúc có bán mà. À, thôi, cảm ơn con đã chỉ ha. À, thôi để bữa nào rảnh á thì cô ghé mua cũng được. Tám, không phải cái này á là bột của công ty Sống Sạch. Cái công ty đó hả mấy năm nay rồi, lâu đời hơn công ty của cô Phúc nhiều, mà chẳng qua là bà con ở đây mình không có biết thôi. Với lại còn nói Tám nghe, cái bột này á bển nó bán tới 500 ngàn mà công ty Sống Sạch bán có 300 hả. Mà Tám dòm đi ở trong này ha, có địa chỉ, số điện thoại rồi tên công ty rõ ràng á. Chèn ơi, rẻ dữ vậy hả? Dạ, mà con đảm bảo với Tám mà chất lượng ý chang như nhau luôn. Tám dòm con là Tám biết rồi nè. Nè con, đó, da con láng ngon nè. Thấy rẻ như vậy mà không biết có chất lượng không. Đây, Tám cứ nhìn con, sáng nào con cũng uống một ly đó. Con đẹp ghê chưa? Con nhận đẹp thiệt á. Con láng quá chừng nè Tám. Tám ơi, với lại á, bữa giờ con về đây con có ăn thân mình à, con buôn bán cái này kiếm thêm á, không mấy Tám ủng hộ con đi, con bán rẻ cho Tám 280 nha Tám. Ờ thôi cũng được đi, coi như là Tám giúp con vậy đó. Dạ con cảm ơn Tám. À, bao nhiêu con? Dạ của Tám 280 thôi. Rồi, cầm đi, cấp Tám lấy tiền cái đã. Dạ. Đây. Tám vừa đẹp. Đây, mà vừa Tám đưa cho con 300 nè. Dạ. Ừ, dạ. Con gửi Tám nha. À, để con lấy tiền con thói cho Tám. Con thói cho Tám 20. Thôi. Tám bò luôn ra đó. Trời. Tám đi nha, Tám đi nha. Dạ. Mày trễ quá rồi. Dạ. Tám thì cẩn thận nha Tám. Về nhớ làm theo con nha Tám. Có gì Tám cứ gọi con nha. Ôi, sao mà kiếm tiền dễ dữ vậy nè. Kiếm người khác bán tiếp thôi. Vô, nâng ly chúc mừng cho thành công của chúng ta. Dạ. Trời ơi, anh Sáu làm quá. Cái này đâu phải bia đâu. Bia thì dễ thôi. Nè, chờ vài bữa nữa đi, bên công ty Mai Đào chuyển hết số tiền còn lại cho mình. Rồi sẵn tiện á, mình chờ chú Chính về sẽ mở một cái bảng thi thiệt là lớn để ghi nhận công lao này của em luôn. Trời ơi, anh nói quá gì mà công lao gì ở đây. Thật ra em là em chỉ muốn chứng minh cái năng lực thực sự của em thôi. Đúng rồi, biết chứng minh chứ. À, anh có điện thoại. Dạ. Anh xin phép ra ngoài. Đi anh nghe đi, anh nghe đi. Dạ, con nghe nè chú Chính. Trời ơi. Dạ, công ty mình vừa mới chuyển hết số hàng cho công ty Mai Đào rồi, mới ngày hôm qua. Dạ, bây giờ á là chỉ cần chờ họ chuyển tiền cho mình thôi. Dạ. Hả? Chú Chính nói sao? Kể từ bây giờ, đưa con tiếp quản công ty mình luôn. Sao tự nhiên đường đột quá vậy chú Chính? Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. Từ nay mình làm giám đốc công ty. Ủa mà sao cái chuyện này nó diễn ra một cách dễ dàng quá vậy ta? Tôi kệ, vui trước đã.
Dạ em nghe anh Tuấn. Bên Mai Đào đã nhận đủ hàng của cậu vào ngày hôm qua. Cậu đã biết đó, Mai Đào là một công ty lớn. Chúng tôi làm việc rất giữ chữ tín. Chính vì vậy chúng tôi sẵn sàng chi thêm một khoản tiền để thành lập ra ban giám định chất lượng hàng hóa. Dạ, anh Tuấn nói vậy là sao? Em không hiểu anh. Ngày hôm qua sau khi nhận đủ hàng, chúng tôi đã ráo riết kiểm định chất lượng hàng hóa mà bên cậu giao. Kết quả chỉ là hàng kém xa mẫu gốc mà cậu đưa ban đầu, từ màu sắc đến hương thơm. Chưa kể bên cậu còn trộn hàng kém chất lượng. Ủa, anh Tuấn, thiệt tình là anh nói sao mà em không hiểu cái gì mà kiểm định chất lượng vậy là sao anh? Câu đó phải là chúng tôi hỏi cậu mới đúng. Bây giờ tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả lại số hàng này cho bên cậu, và bên cậu cũng vui lòng trả lại 30% tiền cọc mà bên tôi đã giao trước. Nếu cậu lại nghẹn, tôi chúng ta sẽ phải gặp nhau tại tòa. Chào cậu. Anh Tuấn, không, anh Tuấn, em alo. Sao? Vô. Vô cái gì? Anh ngồi đi. Anh vô đúng lúc, em đang muốn hỏi anh nè. Hỏi gì? Công ty Mai Đào vừa mới gọi cho em. Chuyện tiền đúng không? Chuyện tiền đúng không? Chuyện cái gì? Người ta nói là bây giờ cái lô hàng vừa rồi mà mình chuyển cho người ta là lô hàng kém chất lượng. Người ta yêu cầu mình phải trả lại tiền cọc cho người ta. Gì? Sao kém chất lượng được? Mình giao hàng là chuẩn à. Thôi thôi. Nếu mà chuẩn thì tại sao người ta lại nói như vậy? Người ta đâu có rảnh mà người nói vậy được anh. Tại sao ai biết tại sao? Trời ơi, em mới là người hỏi anh là tại sao. Thì tại sao anh đâu biết. Ê, cái vụ mà hàng á là trước khi chuyển đi nha, là anh là kiểm tra là coi như là ok hết rồi anh mới chuyển nha. Còn cái chuyện cái chuyện này là chuyện của em nha. Em đứng ra em làm hợp đồng, em giải quyết vấn đề, tự nhiên hỏi anh xin cho biết. Nè anh Sáu, hợp đồng đúng là em đứng ra em chịu trách nhiệm. Thì nếu mà nó sai sót gì bên hợp đồng thì em chịu. Còn đằng này là cái hàng em giao cho anh giao cho người ta. Nè, hay là anh cháo vô hàng loại 2, loại 3, hàng kém chất lượng cho người ta phải không? Ê, nói chuyện đàng hoàng nha. Tới cái lúc này là không có cái chuyện mà gấp lửa bỏ tay người nha. Đúng á, là anh là kiểm định hàng, xong anh chuyển đi, hàng ok. Anh biết vậy thôi. Còn chuyện còn lại á là em tự giải quyết đi chứ tự nhiên nói tôi. Thôi nha, bây giờ muốn gì tự đứng ra đền. Tôi không biết đâu à. Làm sao? Ê, anh nói chuyện vậy mà anh nghe được hả anh Sáu? Ê. Cái gì nha, nói nha, quân tử là động khẩu không động thủ nha. Đừng có... Giờ muốn gì quýnh lộn không? Nè, tôi nói cho biết, cái chuyện này là coi như là tôi tới đây là xong, không biết gì nữa hết. Còn cậu á muốn làm gì thì tự đứng ra giải quyết cho em thấm đi. Tôi không biết gì đâu nha. Đừng có để thừa tôi à. Nè, ông làm ăn gì kỳ vậy? Trời ơi, sao gọi ông chín ngạo không bắt máy luôn vậy? Trời ơi! Chết rồi. Công ty Mai Đào biết mình trộm hàng loại 2, loại 3 vô. Rồi bây giờ nó bắt đền tiền cọc nữa. Sao đây ta? Kỳ vậy? Chết thiệt chứ. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, gọi tội không bốc máy nữa. Chú Chính ơi là chú Chính. Chết rồi. Có khi nào mình bị lừa không ta? Chứ sao tự nhiên ông bàn giao công ty hết cho mình vậy?
À, chính à, em có biết con nhỏ mà nó về vùng quê mình sinh sống á, nó tên là Mỹ Miều đó. Em biết không? Biết. Nó mới bán cho em bịch bột đậu đỏ nè. Nó nói là sức vô láng mịn, mà em sức mấy lần á ha, lần nào cũng đỏ mặt mà ngứa khó chịu quá. Em bỏ qua bên luôn, không có xài. Trời đất ơi, em cũng bị nó dụ nữa hả? Bị dụ là sao chị? Hôm bữa nè, nó mới dụ chị mua cái bột trà xanh á, nó nói là uống vô đẹp lắm. Rồi nó còn nói chị thấy chị chịu thương chịu khó như chị của nó nên nó bán rẻ cho chị. Đó. Giờ chị nói á, em mới nhớ. Hồi sáng đó em nghe anh Năm anh nói cái gì mà cái cô Miễn Miều bán hàng kỳ cục, mà lúc đó khách khứa lu bu quá nên em không có để ý nghe kỹ. Vậy hả? Vậy thì mình phải đi đập gặp anh Năm liền. Chị phải hỏi cho ra lẽ cái vụ này mới được. Em không hợp với đậu đỏ thì đã đành rồi. Còn cái này bột trà xanh á, chị uống vô cái bụng cứ đau hoài à. Ờ, nhưng mà làm gì mà có cái chuyện trùng hợp như vậy, đúng không? Ừ, đúng rồi chị. Vậy mình đi kiếm anh Năm đi. Đúng rồi. Đi chị, đi. Đi chị, đi. Alo, Miều hả Miều? Ôi trời ơi. Ủa cô, à, cô định làm cái gì vậy? Cô tính pha cà phê mà nó hết mà cô quên. Thôi vậy để giờ con đi chợ nè. Cô uống là cà phê nè, cô dặn đi con ra con mua luôn. Ủa, chứ không phải mỗi khi là cà phê của cô hết con mua con chăm vô hả? Dạ đâu có, con đâu mua cà phê bao giờ đâu cô. Chắc là nhiều khi anh Quân mua cho cô. À, chắc là vậy. Thôi bây giờ sẵn con đi chợ á, dạ. Con mua giùm cô đi. Con ghé quầy của cô Tư á, nó làm mua cà phê cho dì Phúc là cổ biết à. Dạ, con biết rồi. Thôi con đi chợ nha cô. Ừ. Thì con đi. Ừ. Mẹ. Ờ. Ủa, bình thường mẹ uống cà phê mà sao bữa nay đổi uống bột ngũ cốc vậy? Cà phê của mẹ hết mà mẹ không có nhớ. Hết hả? Ừ. À, hình như là An đi chợ á, mẹ uống cà phê loại nào để con điện thoại con kêu An mua. Thì An nó nói đi mua cho mẹ đó mà. Ủa, vậy là cũng không phải con mà mỗi khi chăm cà phê vô cho mẹ hả? Ủa, chăm cà phê đâu có đâu. Cà phê của mẹ hết, cái hũ cà phê hết là cái có người chăm cà phê vô, không phải con hả? Dạ không, tự nhiên mẹ nói thì con không hiểu gì luôn á, mình đó giờ mẹ mua không mà. Thì mẹ, mẹ sao vậy? À, mẹ không có sao, con kiếm mẹ làm chi? Dạ cái chuyện mà mẹ kia con điều tra cái bên công ty sống sạch á, con lấy hết đầy đủ thông tin rồi. Bây giờ để con lấy xong mẹ coi nha. Ngồi 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 xuống nói mẹ nghe. Dạ. Con lấy thông tin đó mình xuống cho mẹ coi. Ừ ừ. In hết à. Rồi rồi nhanh đi nhanh đi. Trời ơi, vậy là đúng y rồi. Cái chuyện này là do ông Đạt chứ không ai hết trơn á. Hai vị thử nghĩ coi. Cưng á có một thân một mình lưu lạc xuống đây à. Cốt của con cũng muốn kiếm cái nghề để tự nuôi cho bản thân con. Mà tự nhiên cái ông Đạt á, ông thấy con á, thân gái liễu yếu đào to nè, rồi khuôn mặt ngây thơ nữa, cho nên ông dụ con đi bán mấy cái bột giả, bột kém chất lượng cho bà con xài á.
ông nói với con á là cái công ty sống sạch đó là lâu đời lắm rồi, mấy năm nay rồi, làm ăn đàng hoàng lắm, nên là con mới tin rồi con mới bán hàng chứ bộ. À thôi con biết rồi, vậy là hả, không chừng á là lúc mà ông Đạt ông nghỉ ở bên công ty của dì Phúc á, xong rồi cái ông qua bên công ty sống sạch này ông làm nè, rồi cái ông mới xúi mọi người á là trộn hàng giả hàng kém chất lượng để bán cho bà con á. Mà nói chung là cũng tại con nhẹ dạ cả tin quá mà, ai nói cái gì con cũng nghe theo hết trơn á, rồi bây giờ là mọi người như vậy con khổ quá à. Trời ca xanh ơi, con đâu có một hại người đâu mà sao tự nhiên mọi người lại nghĩ con như vậy. Thôi con nín đi, cũng tại tụi tôi ham đồ rẻ nên mới ra như vậy nè. Tại cái gì? Mình thấy hàng hóa nó in có tem có nhãn đàng hoàng thì mình tin tưởng mình mới mua, mà ai dè đâu hả, nó trộn ba cái hàng kém chất lượng để hại bà con, rồi nó còn vũ cái con Mỹ Miều này đi bán nữa. Dạ. Đúng là cái thằng Đạt này hả, nó ghê mới chứ. Không Đạt hết á. Thôi qua cái vụ này á, mình cũng rút kinh nghiệm đi chị, đừng có ham mua đồ rẻ nữa, với lại mình cũng phải để ý á, dè chừng để ý cái thằng Đạt này mới được á. Để ý cái gì? Bây giờ á, mình phải đi tìm cái thằng Đạt này, mình hỏi cho ra lẽ mới được. Nếu mà như vậy á, thì cô cũng phải đi theo tụi tôi để làm bằng chứng đó nha. À, dạ đúng rồi, đương nhiên con phải đi theo hai dì chứ, con phải làm chứng chứ. Đúng rồi, có thêm con á, là bằng chứng nó rõ ràng hơn. Dạ. Đi. Mình đi liền hả dì? Đi liền. Dạ. À. Ủa, sao vậy? Sao vậy? À. Sao vậy? Sao tự nhiên con đau bụng quá? À, con biết rồi. Có sao không? Chắc là con uống mấy cái bột kém chất lượng của ông Đạt á. Thấy chưa? À. Rồi bây giờ sao? Chịu nổi không? À, con phải đi kiếm chỗ giải quyết. Chứ con không có đi nổi nữa đâu. À. À, hay là hai gì đi tìm ông Đạt trước đi. Rồi thấy ông ở đâu gọi điện. Rồi con chạy ra liền nha. Nè, con ở lại một mình vậy có ổn không? Dạ ổn mà. Rồi, thôi vậy, mình đi chị. Dạ. Rồi, đi. Có sao không? Dạ không đi sao. Chị ơi, để cho chị đi. Dạ. Cẩn thận nha. Cẩn thận đi nghe, cẩn thận. Dạ. Dạ. Hai chị đi cẩn thận. Chị là em hết hồn rồi có. Em. Ôi, chị Mỹ Miều. Em nghe chị với lại hai cô nói gì mà thằng Đạt á, là anh Đạt nhà em á hả? Thì đúng rồi, thằng Đạt á, nó dụ chị bán ba cái bột giả bột kém chất lượng đó em. Anh Đạt dụ chị? Ừ. Chắc không có đâu, chắc chị hiểu lầm á. Anh Đạt vừa mới chuyển qua công ty đó, sao mà dụ chị được? Trời ơi, thì nó mới chuyển công ty á, nên nó tính làm cứu để lập công lớn chứ gì. Em nghĩ là không phải đâu. Thí dụ như mà cái bột kém chất lượng, bột giả chị nói á, nếu mà hàng giả hay công ty chịu trách nhiệm, sao anh chịu trách nhiệm được? Anh chỉ là người bán thôi mà. Thì nói chung là thằng Đạt nó dụ chị bán, thì bây giờ mọi người bị thì chị chỉ thằng Đạt chứ chị có biết công ty nào đâu mà chị nói. Nhưng mà thôi, nhiều cái đứa nhân á, thôi chị bụng quá, chị đi nha. Chị, nhưng mà chị phải nói rõ vậy. Ủa chị, chị Mỹ Miều, chị. Kỳ vậy ta. Mẹ. Hả? Mẹ. Cái này hả, là tất cả những thông tin mà con tìm hiểu được về cái bên công ty là sống sạch á. À vậy hả? Dạ. Mẹ coi. Chắc mấy ngày nay con vất vả lắm hả? Có gì đâu, nhờ tìm hiểu như vậy hả mà con học hỏi được rất là nhiều thứ luôn. Cái hả công ty này á, cô ơi, không xong rồi cô ơi, anh Đạt gây ra chuyện rồi cô. Trời ơi,
Tại sao ông ban cho con cơ hội xong mà con làm chuyện gì cũng thất bại hết vậy? Con làm chuyện gì cũng thua cuộc. Từ lúc nhỏ tới bây giờ. Được rồi. Cuộc đời này mày đã đối xử với tao như vậy thì thôi, tao chết cho mày vừa lòng. Trời đất quỷ thần ơi, ông làm cái gì vậy? Hả? Có sao không? Buông tôi ra đi. Trời ơi, không. Để tôi chết đi. Nè. Trời ơi, tôi té xuống theo bây giờ. Đi vô. Trời ơi. Ê, đừng. Nhảy xuống dưới nữa. Sao hả? Trời, có thật là cô đang tập yoga không chú? Thì nó tập yoga chứ gì nữa. Mà thấy không, nó giận chân nó bẻ tay làm thấy ghê không? Anh bảy, ai dạy nó học vậy? Có ai dạy đâu, nó tự mài mò, nó tự chế biến, nó tự học á. Trời ơi, mấy cái động tác này thấy sai nghe. Tập không đúng là không có được đâu á. Con, cái động tác hồi nãy con bẻ người đó gọi là động tác gì, tên gì? Ngủ âm bạch cốt dạo. Cái này là nó nói qua tới bí kíp võ công của nó luôn rồi đó. Thấy nó tập hồi tôi đau mình quá. Ừ. Chú ơi, rồi tập về chừng nào mới xong? Tập chừng nào mới xong? Chừng nào nó khó thở là nó xong rồi. Nó thở lên. Chừng nào nó nghỉ chứ. Mày hỏi chú hỏi ai? À, nhớ rồi. Chừng nào nó xì là nó xong. Xong rồi đó. Cũng xong rồi chứ bạn. À. Xong rồi. Cô mua vé số giùm con đi cô. Chú bạn vé số giùm con chứ bậy. Ngày nào cũng mua hết, mua còn một đống đây chưa dò luôn này con. Anh mua số giùm em nè. Em có số mấy? Tao. Mua thì mua đi, đừng có hỏi số mấy. Nó hát nguyên tuần cả lương là tới tối luôn á. Không quên. Ấy em ơi, lấy anh 5 tờ nhưng mà khỏi hát. Trời hát đúng không? Ok anh lương. Đây. Em trả lời cuốn chị. Cảm ơn em. Thầy dễ sợ. Cảm ơn anh nhiều nha. Cứ nghe nè, buổi sau gặp lại. Thôi đi khỏi gặp lại. Dễ thương lành tính. Con kia à. Rồi, cảm ơn cô. Cuốn tấm vải rồi vô, bỏ vô cái ống nhựa cho nó gọn nghe con. Dạ, bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Hả? Phật ở gặp lại nữa hả? Cao quá. Thấy ghê chưa? Trời ơi, còn hẹn gặp lại nữa đó. Thôi, mời anh Bảy vô ngồi chơi. Dạ. Ủa? Đây. Làm cái gì mà bánh nhiều quá vậy chị Phúc? Đây, anh dùng thử đi. Cái cô trong xóm cổ mới đem qua biếu á. Cảm ơn chị. Phải biết nãy đưa cho con mèn cái cho nó ăn tội nghiệp nó. Ha. Thôi nhưng mà chú ơi. Sao con? Sao con thấy tội nghiệp cô gái bán vé số đó quá. Thấy vậy chứ ngoan hiền lắm á con. Nhà đang khó khăn, nghỉ học giữa chừng để bán vé số phụ giúp gia đình đó con. Ủa nhưng mà tại sao gia đình cô để cho cô nghỉ học hả chú? Thì đó, con nhắc đó, chú mới tức cha nó. Cha nó hư đốn cho nó không thể nào tả được á. Dạ. Mê đánh đề, mê đánh banh, mê cờ bạc. Trời. Ta nói đánh riết mà vẽ làm họa sĩ riết mà tan gia bại sản luôn. Đó, là bắt nhỏ đang học giỏi vậy đó. Bắt nhỏ phải nghỉ bán vé số để phụ giúp gia đình. Chị vô thấy cuốn truyện em mừng sáng con mắt lên vậy đó. Ham học lắm, thấy sách vở rồi chạy vô là lấy rồi đọc ngấu rồi quyến luôn á.
thấy tội lắm. Nhưng mà cậu có biết chữ không chú? Biết chữ biết số luôn. Biết chữ chứ, biết số chứ. Dạ. Nó có dụ biết số đó. Tôi nói còn nghe, bao nhiêu số nghe. Mà nó có nguyên cuốn sổ nó ghi từng con số một ha. Dạ. Đấy chi, để khách yêu cầu, ví dụ như yêu cầu con số nào, nó hát khi nào ghi ra con số đó thôi. Bởi cách người ta thích thì yêu cầu. Có cái ông kia kìa, mỗi lần ông mua vé số đó, ông mới kêu nó hát. Hát xong trúng. Mà nó có trúng không? Trúng thiệt không? Trúng. Ồ hay quá vậy. Trúng gió. À. Nó hát riết nó bị trúng gió. Nằm nghỉ 3-4 ngày nay mới đi bán lại đó. Ủa chú mua hay là ở vườn không vậy? Không có. Cái cậu cũng ở trên sông trên á, cậu mới đem quà biếu chung với cái cô này. Còn có một con vịt nữa mà đem nhốt rồi. Cô được lòng mà mọi người ở trong xóm này quá ha. Dạ vậy cũng vui lắm anh. Ủa sao vậy? Ủa sao đâm chiêu vậy? Cái gì mà suy nghĩ suy tư vậy con? Bộ định bán giấy số chung với con mè hả? Có chú. Trời ơi anh bãi này. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không đổ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phù vang. Trời đất ơi, sao ngồi giữa đường vậy em? Cô xích dài người ta đi với. Trời hết chỗ rồi sao mà em ngồi ở đây? Dù ai nói ngã nói nghiêng, dù gà phận nhất, đúng không cả nhà? Trời ơi, cái gì lạ vậy? Cổ có thể tập yoga mọi lúc mọi nơi, ngăn cản người ta đi cầu luôn. Trời ơi, đại đi, ngồi hoài vậy, để tôi đi về nữa. Tôi chờ nãy giờ rồi đó, lẹ đi, tôi còn về tôi nấu cơm cho chồng con tôi ăn nữa. Trời ơi, lẹ đi chị ơi, em có hẹn với bạn trai em, trời ơi, là tôi sáng giờ luôn ơi. Con bé này nó làm sao đâu á. Trời ơi, sao vậy trời? Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người. Lẹ đi. Xin lỗi. Có tài luôn á. Nhanh lên. Cũng rất không. Chị ơi, chị dắt phụ em vô đó. Đi xe mà vậy đó. Dạ ơi, thiệt á. Mũi số lạ vậy ta? Anh ghi số anh? Ghi số này anh? Không. Mũi số thôi. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không đổ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phù vàng. Chùa này không theo bóng nàng, Bồ Đề ra ra quên lại rồi. Ủa, làm gì mà lũ tuổi mình vậy chị Phúc? Anh qua chơi. Ngồi đi anh. Trời ơi. Nghe chị sắp khai trương. Qua coi có gì phụ giúp tay chân. Ủa, rồi mấy đứa nhỏ ở đâu nó phụ chị mà để chị mận mạnh vậy? Cũng không có gì đâu mà phụ. Thằng Đạt với con An á, nó lên thành phố nó lấy thêm sách. Còn thằng Quân á thì nãy kêu nó đi mua đồ. Mà sao nãy giờ nó đi lâu quá không thấy. Ủa vậy? Gọi điện thoại cũng không được nữa. Anh đi anh có gặp nó không? Chị kêu thằng Quân con chị nó đi chợ nó mua đồ hả? Trời ơi thôi con chị hết nó nổi rồi. Gì vậy? Nó có đi mua đồ gì đâu. Nó qua quán nhậu của nhỏ Tam Mú. Nhậu ảnh kìa. Anh nói sao á, thằng Quân hồi nào giờ nó có biết nhậu đâu. Trời ơi không biết. Thôi bây giờ tập dần từ từ rồi biết. Trời ơi có sao? Gì đâu mà trời ơi. Kẹ đi về rồi kẹ. Đó. Con quắt thằng câu rồi. Sao vậy? Trời, mẹ giờ chết rồi. Xỉn này hả? Dạ, vô đây ngồi xuống đây mẹ coi. Ngồi xuống. Ủa trời ơi, xỉn hả? Chú. Cái gì?
chú gì? Hả? Con có sao không? Con sao đâu, không? Đâu có sao đâu. Bây giờ nè, nó chối đó. Bây giờ chị không tin đó, chị kêu nó phà hơi ra. Chị ngửi một cái thì biết có nhậu hay không nhậu. Chú Bảy nói con nhậu bên tắm ú có không? Con đâu có nhậu đâu nè. Có đâu trời. Ừ, nghe mùi gì chứ phải mùi rượu. Có đâu mà nó bậy nó bạ không à. Thì bây giờ nó không có, mai mốt từ từ sẽ có. Nãy tôi gặp nó ngay chỗ bà Tứ ú, bà tắm ú mà. Con nghe, học cái gì hay tốt thì học, đừng học ba cái vụ nhậu nhẹt nha, không có nên nghe không? Con đâu có nhậu đâu. Không nhậu có qua quán tắm ú làm gì? Ừ. Chuyện là vậy nè. Trời ơi, công nhận mình nể cô gái này thiệt. Ở đâu cũng có thể tập yoga được. Ây da, mấy mũi mất nết. Nhìn cô gái này tưng tửng như vậy mà có yêu thương bản thân mình quá. Nghe nói tập yoga này rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà hình như cái này không phải tập yoga. Cái này là ngồi thiền. Mà cũng không ngồi thiền, cái này là ngồi thảm. Bây giờ trời ơi à bay đi theo dõi con mẹ hả? Dạ cái gì? Tại vì con thấy cái cô đó lạ lạ lắm thiệt, nhìn vậy thôi nhưng mà cũng có rất là nhiều cái hay. Hay là hay gì? Thì đó chú không thấy hả, đi bán như vậy nhưng mà vẫn có thời gian là để tập thể dục, tập yoga đồ này kia đó. Nhưng chưa khác là nhìn cổ hỏi giống như là một cái người là kiếm khách giang hồ, đi đâu cũng mang cái thượng phương bỏ kiếm sau lưng hết. Nhìn rất là lạ. Đọc ba cái chuyện mà kiếm hiệp ha, rất bị nhiễm rồi nè, nó phân tích mè giống như là cái nhân vật bí hiểm gì ở trong cái chuyện kiếm hiệp á. Thôi thôi, nói chung là làm cái gì thì làm, con không nhậu là được đâu. Dạ. Vậy thôi. Ừ, mà nghĩ ra con nói đúng. Dạ. Về trường hợp của con mèo, nó tuy là vậy đó, nhưng mà nó chịu khó làm ăn. Tuy rằng làm cái nghề bán vé số thôi ha, nhưng mà cũng chịu khó tập yoga nè, để giữ sức khỏe được cường kỳ nè, không bị bệnh hoạn nè. Chứ còn có lớp trẻ bây giờ, có nhiều đứa ta nói có cơ hội làm ăn không lo làm ăn ha, mà tao nói tụm năm tụm bảy lại đi chơi phá làng phá xóm rồi mai mốt là nó hư luôn cái tương lai sự nghiệp của tụi nó, thiệt thấy phát rồng. Dạ đúng, chú nói rất là đúng, đúng y như là cái suy nghĩ của con luôn. Ủa? Thiệt mẹ cũng rất là đúng luôn. Mẹ rất đúng, là chú đúng, là chú nói là cái sự việc đó là nó đúng như vậy. À, thực tế mẹ con mẹ là đúng, là mẹ là đúng, là mẹ khi mà chọn được chú Bảy đây. Mẹ chọn đâu, mẹ chọn người nào? Ý là chọn chú Bảy làm hàng xóm. Cái thằng này là hết hồn. Phúc sao con hồi hộp quá. Ngày mai chắc là phải có nhiều khách khứa tới dữ lắm hay gì? Con đoán rồi. Ừ, con không biết nha. Người trong đầu con nghĩ là phải có những người cấp cao, cấp lãnh đạo. Ví dụ như những người làm trưởng phường khóm xã gì đó, hoặc phó phường khóm xã gì đó xuống đây nhìn hay gì? Những người đó thì con không biết là có tới hay không, nhưng mà chắc chắn là có những nhân vật rất là quan trọng đến dự khai trương. Rất quan trọng luôn hả cô? Rất rất quan trọng. Hồi hộp quá hả? Tại vì á, khoan, cô bật mí đi. Ai vậy? Đoán đi. Con biết. Ai vậy? Biết được, hỏi tôi. Nói chung là vậy, cô tin tưởng hai đứa cho nên cô mới giao cho hai đứa chịu trách nhiệm cái buổi khai trương. Làm sao để cho cái buổi khai trương diễn ra để cho khách khứa vui vẻ nhất, thoải mái nhất, và cái buổi khai trương được êm đẹp, thấy không? Dì, dạ. Con nghĩ vậy nè, nếu mà dì muốn nó diễn ra êm đẹp á, dì giao cho mình con thôi.
Một mình con đủ năng lực để con đảm nhiệm cái việc này. Chứ đừng có giao cho An vô. Trời ơi, giống như là cái vụ mà chở sách đó. Anh Đạt, cho em tham gia với. Cái chuyện này rất là ý nghĩa. Em hứa với anh, em hứa là em sẽ làm chuẩn bị cẩn thận đâu ra đó. Em không có gây rắc rối cho anh nữa đâu. Cho em tham gia với nhà nha anh. Nhưng cô nói rồi, anh tiếng con đi. Quyết định, cô đã nói là hai đứa chịu trách nhiệm chứ không phải một, nghe không? Hai đứa, nhưng mà cô dặn nè, có bất cứ một cái trục trặc gì hay là có một cái gì thắc mắc phải hỏi liền để cho cái buổi khai trương nó được suôn sẻ, không có được để xảy ra một cái gì mà khúc mắc nha. Nha, có chuyện gì phải báo ông Đạt liền. Ủa phải... ừ, có chuyện gì ông phải nói liền, phải báo liền, nghe không? Dạ, yes madam. Nhất định đây sẽ là một bài diễn văn hoành tráng. Một lần nữa, niềm tin của bà Phúc dành cho mình sẽ dâng trào cao hơn nữa. Ngày mai, những người có chức quyền cao cấp sẽ xuất hiện, và rồi sẽ tán dương bài diễn văn này. Mình sẽ thành công, mình sẽ thành công. Ê mấy bạn ơi, quái chuyện kỳ chưa Đạt? Qua đây chị lấy chuyện cho hai đứa đọc nè. Trời ơi, sao mà đông dữ vậy? Mình có nên mở lớp dạy học luôn không ta? Quá hay quá à. Cho mình đọc cái này đi. Ai cho mượn này đi. Sao nó chuẩn bị cho tôi cái bục để phát biểu? Nó dở trò gì đó hả? Chà, nhìn cũng rần rần quá ha. Thấy cũng vui vẻ hay sao? Nhìn tụi nó mà em nhớ đến kỷ niệm thời học sinh. Tự nhiên cái muốn đi học ghê luôn anh Bảy. Thôi mày ơi, đó mình đi học mà chuyên gia cúp học, giờ đặt xạo xạo chuyên ghê. Thì cũng anh rủ em cúp học không với ai. Hồi đó mỗi lần đi học ngang nhà là anh rủ vô nhậu mà. Phải không? Con nữa. Tao quên. Cảm ơn tụi con đã đến đây. Tụi con đến đây đông vui như vậy, cô rất là mừng. Bây giờ mấy đứa tập trung lại đây, cho cô một bài phát biểu được không? Dạ. Ra đây. Dạ, dì nói đi dì. Con còn trẻ, con nói mấy đứa nhỏ nó dễ nghe hơn. Nói đi. Vậy con nói. Ừ. Được cơ hội nói là đó. Kính thưa chú Sáu, chú Bảy, dì Phúc, em các con, các cháu từ mẫu giáo tới cỡ cấp 3. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Sao giống phát biểu đám cưới à? Giống hợp bình hợp sản. Nói đi con. Chào con chút nữa. À, thư viện của chúng tôi đó không chỉ là tâm huyết, sự lo lắng, mà còn là thành quả của tất cả những người đã đóng góp rất nhiều vào từng trang sách, từng quyển vở, quyển truyện. Thư viện của chúng tôi không chỉ là sân chơi, mà còn là cả một khu vườn cổ tích cho các em tha hồ mà nô đùa và bổ sung rất nhiều kiến thức. Tuy nhiên, để cho các em có nhiều sách vở hơn nữa, thì chúng tôi rất hy vọng là các mạnh thường quân sẽ giúp đỡ thêm nhiều, và chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Trời, sao giống hợp trên quỹ ban xã quá vậy? Ê anh ơi, bây giờ anh đọc không cầm giấy đi, nó mới thể hiện được cái nỗi lòng biết ơn của mình với người ta ha. Trân trọng, trân trọng. Đúng rồi, trân trọng. Tôi xin hết. Sẵn đây không khí vui tươi, tôi xin mời tất cả
mọi người cùng hát chung một bài để cho không khí nó sôi động hơn. Bài hát là ai cũng biết trái đất này là của chúng ta. À không, của chúng mình. Trái đất này là của chúng mình. Hòa đồng thanh bay dưới trời xanh. Nó bài quá sức bài. Cái gì đây? Cái gì? Nó nhớ ghi cái gì vậy nè? Chắc là mấy đứa nó vẽ mà. Nhìn cũng cảm biết. Cảm ơn cô hả? Trời đất ơi, coi chữ nè. Coi chữ viết nè. Chịu nổi không? Cảm ơn cô mà viết vậy đó. Rồi cái gì đây? Con cảm ơn cô. Cái này đẹp hơn. Ở đây nó là gì? Trời ơi, vẽ mây vẽ núi nè, thấy thương không? Hey, cô ăn đẹp. Ý. Trời ơi, mấy đứa này dễ thương quá. Mẹ ơi, ơi. Con. Trời ơi, con cảm ơn cô mà con cảm ơn cô. Chứ sai chính tả. Dưới đây, trời ơi, dễ thương quá. Để đem lên đây. Anh, gọt cái Vũ. Không, để chân đi. Thấy mình dán trái dừa lên luôn. Sao dán được? Lại đây cho mẹ. Còn thấy mấy nó nhỏ tình cảm ghê không? Dạ. Anh Đạt. Trời ơi. Sao cho tối rồi không ngủ đi trang điểm chi vậy? Thì bình thường ở trên Sài Gòn á, lúc nào cũng lo bận công chuyện không à, đâu có thời gian mà chăm sóc bản thân mình đâu. Còn về dưới đây rảnh rỗi công chuyện hơn nên là mình làm đẹp chút xíu. Anh thấy em có đẹp không? Đẹp. Anh nè, sao tối không ngủ đây ngồi đây làm cái gì? Anh chưa ngủ được. Lúc nữa anh ngủ. Sao em không đi ngủ đi? Dạ, em cũng chưa ngủ được. Anh. Anh đưa tay ra đi. Gì vậy? Thì đưa tay ra đi. Anh này kỳ quá. Đưa lại đi. Đưa lại. Nắm vô. Cái gì vậy? Viết thư hả? Trời đất ơi, làm như là mới quen biết cũng bằng vậy. Thì có gì sao không nói đại với anh đi, viết thư chi vậy? Thì anh coi đi. Anh Đạt cho em mượn 2 triệu. Thôi, ở đâu ra? Đưa em. Cái anh này. Nói với để anh đọc. Con sẽ cố gắng học giỏi để sau này phát biểu hay như chú. Ký tên cu tí. Đúng rồi, thằng cu tí mà hồi chiều tham gia cái ngày khai trương với mình nè, nhà nó sống trên á, nó viết cho anh á. Vậy hả? Dạ. Em xòe tay ra đi. Cái này cũng có công của em nữa. Cảm ơn em nha. Dạ. Mưa này á nha,
tao nói nó lãng mạn làm sao á con ơi. Trời, con chú là chú cháu mà lãng mạn nghe kỳ quá chú. Trời ơi, cái này mà quất thêm một cái bài mà tân cổ giao duyên một cái nha, là tao nói nhức nách luôn. Chú quất bài cho con nghe ha. Dạ. Biển cương lá rơi thu hà em ơi, tình đầu bè bàn trong cơn chiến tranh, mây nước buồn cơn lữ binh, hết cây chuyện chúng tình, khóc tan riêng em một mình. Hai ba cái gì vậy hả? Không, cái này mũi chích vậy mà tao tưởng đâu mày gãi mày hành động đó mày móc họng thôi chứ. Mưa thì phải có mũi chứ sao con, mà đừng có quan tâm tới nó là nó không có quan tâm tới mày nghe không. Dạ. Thấy khô cá lóc ngon không? Dạ ngon quá chú. Khô cá lóc này chỉ có miền Tây có cho nghe con. Dạ. Tất cả miền khác là hơi bị hiếm đó nghe con. Ngon quá chú ơi. Ừ. Ăn đi con. Quân à, Quân à. Ơi. Trời ơi, bằng đêm bằng hôm giờ này có ai mua da chai đông dịch mà rau sầm hết trơn vẫn biết. Bởi vậy chú nói với con khổ lắm. Nhà chú ai muốn bán gì cũng phóng vô nhà chú ra hết trơn á. Quân, mẹ con gọi con về kìa. Về đi con. Dạ, dạ, chú với con về. Dạ. Mực hứng.